Tôi với Hường qua lại cũng lâu rồi. Ông bà ta thường nói cưới vợ thì phải cưới liền tay. Nên nếu Hường ưng thì tôi lựa ngày lành tháng tốt qua thưa chuyện với cha mẹ. Dạ em cũng chưa biết nữa, để em suy nghĩ đi nha. Biết là Hường phải suy nghĩ rồi, nhưng mà tôi cũng phải biết là Hường có tình cảm với tôi hay là không á. Anh nói gì kỳ vậy? Nếu như mà không có thì làm sao em để cho anh tới lui bao lâu nay? Không ấy á, bây giờ anh đi về trước đi, có gì em trả lời anh sao ha. Hường nói vậy thì tôi yên lòng rồi. Hường cứ suy nghĩ đi, vài bữa tôi quay lại. Dạ. Anh hả? Anh về hướng này đi, gần hơn đó. Hướng này hả? Dạ. Nhà Hường nhiều hướng quá. Hường. Hường, vụ hôm bữa Hường hứa với tôi á, Hường tính sao rồi? Hay là mình làm đám hỏi luôn đi. Dạ bây giờ em cũng chưa biết nữa. Không ấy, bây giờ anh đi về trước nha, có gì để mấy bữa sau em trả lời anh nha. Bữa sau nữa hả? Vậy thôi. Hường đã nói vậy thì tôi chờ vậy. Thôi tôi về nghe Hường. Dạ. Và bữa sau á, Hường nhớ trả lời tôi đó. Dạ, anh an tâm. Anh bạn. Ủa, đi đâu đây? Tôi đi đợi câu trả lời nè, tôi kể ông đó. Ủa vậy hả? Ông đi đâu vậy? Tôi cũng đi tìm câu trả lời nè. Ủa, tôi kể anh đó. Ủa hả? Mà sao anh vô nhà này? Thì nhà nàng tôi ở đây nè. Ủa vậy hả? Trùng hợp vậy. Nhà nàng tôi cũng ở đây nè. Ở đây luôn hả? Ê, có khi nào á hai anh em mình cưới hai chị em luôn không? Nhiều khi là chị em sinh đôi luôn á. Lúc đó hai anh em mình làm cục chèo á, nhậu đã luôn. Tha hồ ăn nhậu. Ủa kìa. Nàng. Ủa Hương, sao Hương không kể với tôi á là Hương có chị em sinh đôi gì hết vậy? Ủa, tôi có biết đâu. Sao Hương không kể cho tôi nghe? Tôi biết rồi. Hình như là bởi vì hai đứa tôi nên Hường không trả lời được phải không Hường? Thôi tới nước này rồi á thì em cũng nói thiệt. Em quen hai anh cùng một lúc, ai cũng tốt với em hết á, nên là em không biết phải làm sao. Hèn chi. Thiệt ra hai đứa tôi có vô tình gặp nhau rồi, còn ngồi nhậu chung nữa. Tụi tôi tâm sự nhiều lắm, thằng nào á cũng thương Hường thiệt lòng, thương Hường nhiều hết trơn á. Nhưng mà tôi nè, là tôi thương nhiều hơn. Ông im đi, tôi mới là người thương Hường nhiều nè, tại tôi không nói. Bởi vậy khó lòng quá, em không lấy được hết hai người, mà cũng không muốn làm cho hai anh phải đau lòng. Thôi thì hai anh cứ coi như là chưa từng quen biết em đi. Em hối hận khi để hai anh đối mặt với nhau lắm đó. Bây giờ tôi quyết định gì được không? Hường là con gái, đừng có bắt Hường phải nhức đầu. Nếu Hường nói có tình cảm với hai đứa tôi thì bây giờ để đàn ông giải quyết với nhau nha. Giải quyết hả? Anh tính giải quyết sao? Thì làm sao cho công tâm để lựa ra người xứng nhất với Hường. Dạ, nếu được vậy thì em cũng đỡ ai nấy, bởi vì em không muốn làm cho hai anh buồn. Bữa nào rảnh ghé nha. Bữa nào rảnh ghé. Biết rồi. Trả lời đúng rồi. Chủ quán, cho bình rượu với dĩa mồi. Tôi với anh bạn này có chuyện cần bàn. Dạ rồi, có liền. Dạ, rượu quý khách đây. Chờ chút nha, tôi vô tôi làm mồi. Thôi ông nói trước luôn đi. Rồi sao? Sao là sao? Phân xử chứ sao? Nè, chỗ anh em quen biết, giờ hầm bộ á chắc anh lớn hơn tôi. Thôi vậy đi, người lớn á nhường cho người nhỏ. Anh nhường tôi lần này đi,
Tôi muốn cưới Hường thiệt đó. Ngu à, cứ giờ một lần chứ làm như mấy lần ấy. Nhường nhường là ông phải nhường cho tôi. Tại sao? Tại vì ông bự con hơn tôi. Người bự con phải nhường cho người nhỏ con chứ. Có chuyện đó luôn hả? Có sao không? Anh bạn vậy thiệt nha, mặc dù mới gặp mà tôi cũng khoái anh lắm. Có cái gì ấy nhường được là tôi nhường anh cái một. Nhưng mà cái gì tôi cũng nhường anh được hết á. Có cái này tôi không nhường anh được. Đây 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 đây, có mồi đây, mồi của quý khách đây. Rồi, anh cứ để đi. Vậy giờ sao? Vậy mà, anh tự dàn xếp đi. Anh tới nhà Hường, anh nói là không bao giờ gặp Hường, vậy là được rồi. Tôi tự dàn xếp? Ừ. Rồi tôi lỗ luôn vậy đó hả? Cơ bộ vụ này là khó ai nhường ai rồi. Nè, bây giờ mình phải phân định thắng thua mới ổn được. Tôi với ông thi tài đi. Rốt cuộc ai phải công nhận người kia giỏi hơn thì tự rút lui. Được, thi thì thi. Nhưng mà thi cái gì đây? Uống với tôi cái đi. Uống. Tôi giỏi nhất là lừa đảo. Lừa đảo hả? Rồi nhỏ thôi. Ai tôi không muốn lừa ai thôi. Nếu tôi mà lừa, không ai có thể thoát được. Vậy hả? Anh phải thử tôi coi tôi mới tin. Tôi chọc chú bán chút nha. Để khỏi trả tiền chỗ này. Làm sao khỏi trả tiền? À, cái gì? Chuyện này dễ mà. Ăn xong rồi chạy làm cái gì? Ai làm cái cách đó? Không tin đúng không? Nấp đi trong kia đi. Coi tôi làm. Được, thế tôi coi anh làm gì. Ê, đi đâu vậy? Tính tiền đi chứ. Chẳng nghĩ. Thì tiền ăn nãy giờ nè. Cái đất gần kia nó rủ tôi nhậu mà. Tôi bị sưng răng uống được cái gì đâu. Đúng là đồng đó mà trả tiền của tôi chứ. Ông thấy không? Chính nói là người kia đồ ăn rau mà. Đừng có lừa đảo tôi nghe. Ủa? Bây giờ đồng kia ở đâu rồi? Trời ơi, thôi đi đi cha. Coi như tôi xui. Tôi đi thiệt á. Đi đi, mệt quá. Ông thấy không? Khi mà lúc mà tôi đi á, là ông bị lỗ chỗ này rồi đúng không? Sao lỗ? Thấy chưa? Vô đi. Ủa vậy là sao? À, không có gì đâu chủ. Anh bạn tôi anh giỡn mà. Không có gì đâu, chầu đại chút nữa tôi trả. Trời ơi, mấy ông làm kỳ quá nghe. Thôi giỡn nha. Quá. Giỡn thôi chủ quán ơi. Công nhận á, anh hay thiệt chứ. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để tôi phục anh đâu. Chủ quán ơi, cho bầu rượu với dĩa thịt gà nha. Tôi chưa nói anh chuyện quan trọng này phải không? Nói gì? Tôi là ăn trộm. Một tay trộm số 1 ở Kinh Thành. Anh là ăn trộm hả? Không tin hả? Thấy cái tay lái buôn ngồi ở bàn kế bên không? Ăn trộm mình nhìn lũ lý mà. Xin lỗi. Thấy cái túi tiền bên hông không? Không biết bao nhiêu mà tôi thấy nhiều quá. Tôi sẽ lấy túi tiền đó và làm cho mọi người phải công nhận số tiền đó là của mình. Được hả? Chóng mắt là mặt coi. Ông chủ hả? Ông đang bận lắm đúng không? Hả? Để tôi bưng phụ ông dĩ gà ra cho. Ê, giúp giùm tôi nha. Cảm ơn nha. Ông có việc làm đi. Cậu làm gì bất cẩn vậy? Dạ xin lỗi ông, để tôi thay bình rượu khác cho ông. Thôi khỏi, còn nhiều uống nhiều đi. Dạ. Sao mà xui dữ vậy nè? Ướt hết quần áo rồi, hết thân thú luôn.
hay thiệt á. Nè, anh Liên Đoả, giấu đi đi. Nè, chủ quán, tính tiền nè. Ủa, tiền của tôi đâu rồi? Tiền của tôi đâu rồi? Cái số tiền này cái gì vậy? Cậu, cậu là thằng ăn cắp, trả đi. Bớ người ta, ăn cắp, ăn cắp. Ông buông ra coi, tiền này là của tôi. Ông định cướp của tôi hả? Bớ người ta của ông cướp. Bớ người ta của ông cướp. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiền này là của tôi. Hồi nãy tôi để bên đây nè. Cậu ta dám ăn cắp của tôi đó. Cái gì? Ông nói tiền này là của ông. Đúng. Tại sao ông dám chắc như vậy? Ông muốn ăn cướp hả? Giải ông lên quan bây giờ. Nó là thằng ăn cắp. Tiền này là của tôi. Hồi nãy tôi dắt bên đây nè. Bây giờ tôi thấy nằm ở đây. Tiền này là của tôi. Ông dám chắc không? Nếu tôi chứng minh tiền này của tôi thì sao? Lỡ ông thấy cái túi tiền này giống cái túi tiền của ông nên á, ông mới nói là tôi ăn cắp á. Ừ. Nếu như tôi ăn cắp á, tôi ngu dại gì? Ngu gì phải để trên bàn này mà không trốn đi? Đúng rồi. Nhưng mà tôi dám chắc gì ông? Túi tiền này là của tôi. Chủ quán, ông bán quán bao nhiêu năm rồi, ông còn lạ gì những cái thứ mà giả bộ giàu sang rủng rỉnh rồi vô đây lừa đọc bà con hả? Cái đó lâu lâu cũng có đó. Chủ quán, ông thấy hai túi tôi không? Vô quán của chút đỉnh rồi đi về. Ông có thấy tụi tôi giống như phường trộm cắp không? Cái này đâu biết. Ông không biết thì làm sao ông biết túi tiền này là của ông? Nói tóm lại, tiền này là của tôi. Cậu bày trò ăn cắp tiền của tôi. Của tao. Trả đi. Của tôi. Của tao. Của tao. Tiền này là của tôi mà. Của tao chứ không phải của mày. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tao. Của tôi. Thôi. Của tôi. Cái vậy? Ý không phải. Ý tôi nói là cái số tiền này nè, ông nói là của ông. Còn anh, tiền này anh nói là của anh. Tớ lại bây giờ đưa số tiền này lên cho quan phân xử là xong. Lên quan thì lên quan. Quyết định vậy đi. Tang chứng vật chứng đã có sẵn. Dạ. Tớ lấy buôn kia. Dạ. Nếu người nói đây là túi tiền của ngươi thì hãy chứng minh trước công đường đi. Dạ bẩm quan, cái túi tiền này là của con đó quan. Con cái tên chủ quán nhìn thấy đó quan. Tên chủ quán. Dạ. Ngươi có thấy đúng là như vậy không? Dạ bẩm quan, ông này nè, con thấy rõ ràng số tiền của ông này nè giống y chang của ông kia vậy. Ngươi nói cái gì vậy? Đó là túi tiền của ta là đúng rồi, còn y chang gì nữa? Thì đó, thì tôi thấy rõ ràng luôn. Ông này nè quan, ông nói là cái túi tiền của ông này y chang như ông kia, mà ông kia cũng khẳng định cái túi tiền của ông y chang như của ông này. Mà quan nghĩ đi, có ai đi ăn cắp mà để túi tiền trên bàn bao giờ đâu? Thì bởi vậy đó, đó là tên ăn cướp. Em làm gì ông ơi? Ngươi có biết đây là đâu không? Dạ biết. Người nói nãy giờ người ta không có nói câu nào, chỉ có mình ngươi là la hét om sòm. Anh kia, anh nói đi. Dạ bẩm quan anh Minh, xin phép hỏi quan, hồi đó giờ quan có thấy ai ăn cướp mà đưa lên quan rồi còn đứng nguyên đơn để mà chứng minh cái tài sản ăn cướp đó là của mình chưa quan? Thì cho bởi vậy mày là cái tên liều lĩnh lì lợm gan trời mới dám làm như vậy mà. Bình tĩnh, bình tĩnh đi, mọi chuyện đã có quan suy xét ở đây rồi. Dạ thưa quan, tiền của con biết mà quan. Trong đó 100 lượng. Quan ơi, con chắc chắn túi tiền đó là của con đó. Trong đó có 99 lượng đó quan. Được, để ta chứng minh trước công đường. Ta đã đếm rất là kỹ, tất cả số vàng trong đây là có 99 lượng. Quan, trong đó 100 lượng mà quan. Vậy là nó ăn cắp của tôi hết một lượng rồi đó quan. À quan à, ở trong đó còn có cái giấy thông hành của con đó quan. Dạ quan, coi lại giùm cô đi quan. Quan làm ơn coi lại giùm cô đi quan. Dạ. Yên lặng. Dạ. Để ta xem. Đây đúng là giấy thông hành, có tên là Lê Đô. Hả? Cái gì Lê Đô? Tên của con mà quan. Quan có đồng lộ không vậy quan? Quan xử vậy là sai rồi đó quan. Quan ức lắm sao? Người đúng là một tên vừa ăn cướp vừa la làng. Mau xin lỗi người ta đi. Dạ quan ơi, không có lỗi gì đâu mà quan kêu con xin lỗi quan. Quan ơi, quan xử như vậy là quan sai rồi. Quan ức lắm sao? Đến đâu? Dạ. Lôi hắn xuống đánh, đến khi nào mà hắn nhận tội và xin lỗi thì thôi. Quan. Dạ. Quan. Quan ơi, quan xử vậy là quan quan giật con quá. Quan ơi, quan xử vậy là chết con rồi.
Ôi da. Quang ơi, Quang. Chết con rồi Quang ơi, Quang ơi, chết con rồi Quang ơi. Quang ơi, anh biết lỗi rồi đó, xin Quang tha cho ảnh đi Quang ơi. À, được rồi, dừng tay. Tên kia, con biết tội của mình chưa? Dạ biết Quang ơi, con biết tội rồi Quang ơi. Thì mau xin lỗi người ta. Tao xin lỗi mày. Dạ em xin lỗi anh. Còn anh kia. Dạ Quang. Túi tiền của anh thì cứ lấy về. Dạ con cảm ơn Quang Kênh à. Đó, thấy tôi hay chưa? Thật ra trong nghề ai cũng biết tôi, bông tôi là sư phụ trong nghề trộm đảo. Phục tôi chưa? Tâm phục cũng phục đó chứ. Thiệt là anh làm tôi bất ngờ đó. Anh cũng gan thiệt. Nhưng mà sao giấy tờ của anh lại nằm ở trống được? Trước khi quăng túi tiền lên bàn, tôi đã nhanh tay trao đổi giấy thông hành của tôi vậy. Anh cũng ghê đó. Nhưng mà anh cũng chưa thấy tôi trổ tài mà. Gì? Anh mà cũng có tài nữa hả? Có chứ. Hay là bây giờ anh ghé qua chỗ tôi đi. Ghé anh hả? Ừ? À, anh nói anh làm quản gia. Ghé anh tức là ghé nhà chủ anh hả? Có bắt tiền lắm không? Nói thiệt với anh, ông chủ tôi thật ra cũng khó tính lắm. Nhưng mà tôi là người uy tín nên ông cũng ngán tôi lắm. Anh cứ ghé tôi sẽ biểu ông tiếp đãi anh đàng hoàng tử tế. Có mới nói nha. Anh yên tâm đi. Đi. Sắp tới chưa ông? Tới chưa ông? Tới rồi nè. Tôi nói là tôi về liền. Vậy mà tôi đi cả ngày nay, thể nào về á, ông thấy tôi cũng kiếm cớ la ó cho mà coi. Thì ông chủ nào cũng vậy mà. Nhưng mà ông nóng tánh lắm. Nóng tánh thì có gì xin lỗi ông. Không được, tôi phải dạy dỗ ông vài chiêu để ông bớt cái tánh nóng lại, đặng mà tiếp đãi anh cho đàng hoàng chứ. Hả? Cái gì? Dạy dỗ ông chủ? Ừ. Dạy sao? Thì để tôi biểu ổng leo lên leo xuống mái nhà hai ba quận cho ông bớt nóng tính. Leo lên leo xuống, tuột lên tuột xuống hai ba quận luôn hả? Ừ. Trời ơi, ông kêu ổng làm vậy mà ổng cũng chịu nữa hả? Tôi bắt ổng làm hoài chứ gì. Nè, mỗi lần làm xong á, ổng còn phải nói cảm ơn tôi nữa kìa. Ông ngán tôi lắm. Dễ gì mà ổng tìm ra được quản gia giỏi như tôi. Ông có quy với ổng lắm luôn hả? Ừ. Không như vậy á, tôi sẽ nói với ổng cho tôi nghỉ một ngày để tôi tiếp đãi anh cho đàng hoàng. Ông có quy với ông chủ thiệt luôn hả? Anh không tin đúng không? Rồi, cứ từ từ anh sẽ thấy. Anh đứng đây đợi tôi một chút đi. Để tôi vô tôi căn dặn ổng, xong tôi ra đón anh liền. Vậy nha. Gia này nổi dốc. Ông ơi, làm cái gì mà kêu giật ngược vậy bay? Hả? Trời đất ơi, thằng quỷ, mày đi đâu cả ngày? Hả? Mày muốn bị đuổi việc không? Hả? Chuyện gì? Nhà có ăn trộm. Đâu? Ăn trộm đâu? Đâu? Để con dẫn ông ra coi. Đâu? Ăn trộm đâu? Nè. Đâu? Ông coi đi. Trời ơi, sao vô tay giúp chân nhiều quá vậy? Rồi ông trộm đâu? Shhh. Ông, con nghĩ á, trộm nó theo đường này nè, nó leo lên mái nhà xong nó dỡ cái mái ra
Đi nó chui vô căn phòng nó lấy đồ đó. Mày tới số mày với tao rồi. Đi. Tao lấy không được. Mày thôi bây giờ vậy nè. Tao thấy vậy là không ổn rồi. Dạ. Bây giờ mày nghỉ làm việc nguyên bữa nay luôn. Mày lên cho nó mày coi coi thằng ăn trộm nó lấy cái gì của tao. Kệ đi. Dạ thì con leo là được rồi đó. Nhưng mà con leo lên con cũng đâu biết nó trộm mái phòng nào đâu. Ha. Rồi bây giờ tính sao? Hay giờ ông leo đi. Nhà ông rành hơn mà. Tao leo mới nãy không được nè. Mày không thấy hả? Vậy cô lấy cho ông cái thang nha. Lẹ đi. Dạ. Mày tới xuống với tao rồi. Ở đó mày chờ tao nghe. Tao lên tao bắt được mày. Tao gống mày. Tao đem lên quan huyện. Ông ơi có rồi ông ơi. Ông leo lên nhanh đi ông. Nhìn thang cho tao nghe mày. Từ. Dạ mày nhìn lên nè. Trời leo lên thiệt kìa. Ông ơi. Ông cái gì? Có gì không? Tao thấy mấy ngói cùi nè. Vậy thôi ông xuống đi ông. Hả? Xuống đi. Xuống hả? Dạ xuống đi. Trời tụt xuống thiệt luôn. Ông có kiểm tra cái máy mấy bên kia chưa? Ngay phòng ông đó, phòng ông nhiều đồ dữ lắm đó. Ha, sao tao quên, nhìn chỗ đó ta. Thì giờ ông lên lại đi. Lên lại hả? Chuyện thang tao chắc hả mày? Trời, leo lên nữa. Ông ơi, ông. Cái gì? Ông có thấy gì không ông? Thấy gì không? Không thấy gì hết trơn á. Ông thấy xuống đi, xuống. Xuống hả? Xuống đi. Sao nó rảnh dữ vậy tại? Tụt xuống nữa kìa. Trời. Hai ba quận đúng luôn. Tao đâu có thấy gì đâu. Tao nhìn nguyên mái ngói không thấy bị gỡ. À con biết rồi. Sao? Hay là thằng trộm á, nó biết con về nên nó bỏ chạy rồi. À vậy thì hay quá. Cũng may là mày về kịp. Dạ. Tao muốn cố gắng mày về nhanh giùm tao nghe. Dạ. Có đi đâu á thì đừng có về trễ nghe. Dạ con biết rồi. Thôi giờ vậy nè. Từ đây tới chiều á. Dạ. Con làm những cái việc nhỏ nhỏ cho ông thôi ha. Dạ việc nhỏ thôi ông. Chỉ cho heo ăn thôi nè. Dạ. Gạn nè. Dạ tăng nè. Ha. Rồi xong cái con quế gọn gà cái sân nhà ông thôi ha. Xong mấy chuyện đó. Với còn công chuyện nhỏ này thôi. Dạ. Ngừa ăn trộm. Dạ. Con rào cái hàng rào lại cho ông nghe. Hàng rào nhà ông đâu có dạng nhiêu đâu. Khoảng chừng 10 trượng à. Ha. Dạ việc nhỏ thôi ông. Dạ con biết rồi con làm liền. Cố gắng làm cho ông nghe. Dạ. Ông vô nghỉ đi ông. Ừ. Ông vô nghe. Dạ. Thấy ghê vậy trời. Trời đó, anh vô được rồi đó. Ông nói bữa nay tôi khỏi làm gì hết. Ở không tiếp đãi anh thôi. Ông chủ của ông á. Ngó mặt vậy mà coi hiền ha. Thì tôi đã nói với anh rồi mà. Mà mình ngồi chơi không có buồn. Tôi tính vậy nè. Mình vừa ngồi chơi vừa nói chuyện, vừa trẻ lạc để làm hàng rào, để cho ông thấy mình có việc làm á, để cho ông vui. Ừ, đúng rồi, để tôi phụ anh cho. Nhưng mà tôi dặn nè, ông mà có hỏi á thì anh nói anh là lính đệ bên phủ qua chơi nha. Bạn tôi á, tất nhiên là tôi đối xử tốt rồi. Nhưng mà mình cứ nói vậy cho quách. Tại vì á, nếu nhà có mất trộm thì ông cũng đỡ nghi anh trình báo lôi thôi. Với lại á, cũng tại cái nghề của anh là ăn trộm nên phải ngừa trước. Tôi biết rồi. Nè cho tôi hỏi nha. Sao anh? Cái vụ mà thôi không hỏi đâu. Đi vô anh, đi vô chơi. Dạ thưa ông, có bạn con là anh Tư Đô qua chơi. Dạ chào ông. Ông, ảnh á là lính lệ bên phủ đó ông. Cái gì? Lính lệ à? Dạ. Ảnh có bạn á làm lính bên phủ mình. Hễ nhà mình mà có trộm đạo gì, giờ ảnh tiếng nói với quan trên cũng đỡ lắm ông. Cho nó coi. Nãy giờ cho mày em nói sớm. Khách đến thì phải đãi cho đàng hoàng chứ. Dạ, dạ mời bạn lính lệ vô ngồi ạ. Ngồi đi anh, ngồi đi. Dạ, được rồi. Dạ, con tới chờ ông cho vô là tốt quá rồi. Lật. Dạ. Kêu tụi nó bắt gà vịt mừng một mâm cơm hoành tráng đãi khách nghe chưa. Dạ mời dạ. Bạn lính lệ vô ngồi. Dạ. Anh cứ ngồi chơi đi. Khách tới nhà thì phải đãi cho đàng hoàng. Dạ. Dạ, để con ra giường kêu tụi nó mừng gà liền. Dạ. Xin cảm ơn ông.
Dạ 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 dạ. Để tôi rót. Đó, ăn uống no say rồi đó. Anh thấy sao? Anh có thấy ai đi làm á mà được chú trọng vọng như tôi chưa? Nói chung á là tại ông nể ông đó. Nhưng mà nếu nói về kỳ tích á, tôi chưa thua đâu. Nói chung á, tôi với ổng cũng ngang vai phải lứa, ăn cùng mâm là anh cũng thấy rồi phải không? Không những vậy còn ngủ chung giường nữa. Ôi trời ơi, ông mới nói cái gì vậy? Ngủ chung giường? Ừ. Tôi nói anh nghe, tôi còn dám đánh ổng, ổng không có dám làm gì tôi hết á. Tôi nói gì ông cũng về phe tôi nữa anh tin không? Đánh chủ? Ừ. Mà chủ không dám làm gì luôn hả? Ừ. Cái này giỡn đúng không? Giỡn hơi bị quá rồi đó. Tôi nói thiệt, không những đánh á, mà lúc ông đang ngủ tôi còn dựng đầu dậy nữa kìa. Nếu anh không tin, tôi sẽ cho anh thấy. Hả? Ông. Gì mày? Dạ con thấy ông buồn ngủ rồi, hay là ông qua bên kia nghỉ một chút đi ông. Kêu con Sen lên quạt cho tao coi, nóng nực quá. Dạ đi con kêu liền. À ông ơi, con cũng đang buồn gì ngủ á, hay là ông cho con ngả lưng ké một chút nha ông. Chỗ con á, bạn con nằm mất tiêu rồi. Mày. Ông, bạn con nói á, chưa bao giờ thấy một ông chủ nào mà dễ thương, tốt bụng như người ở như ông vậy đó. Nó nói thiệt hả? Dạ thiệt. Dạ xin lỗi ông, hồi nãy á con nằm mơ thấy điều xui cho nên lỡ tay quýnh trúng ông. Thấy gì xui? Dạ mà thôi, chuyện xui đất của con kể cho ông nghe, mất công lây xui cho ông đó. Ông dạ. Cho con hỏi nhỏ này nha. Giả sử á có một người đầy tớ và một tên ăn trộm. Ừ. Hai người đó cùng yêu một cô gái. Ừ. Nên hai người đó quyết định là sẽ thi tài, và tên ăn trộm trổ tài ăn trộm được một cái bao tiền của người lái buôn trước mặt tất cả mọi người luôn, nhưng mà không bị phát hiện. Còn người đệ tớ á thì lừa được ông chủ té tu luôn mà không bị đánh. Vậy theo ông thì ai thắng? Thằng đầy tớ với thằng ăn trộm thi nhau hả? Dạ. Ông suy nghĩ kỹ giùm con đi. Có phải người đệ tớ thắng không? Nếu đúng á thì ông la lớn cho con nghe chứ. Sao đệ tớ thắng được chủ? Con biết, con dĩ nhiên là không bao giờ thắng được ông rồi. Nhưng con thí dụ, có một ông chủ khác cũng thông minh, tài giỏi giống như ông vậy. Rồi có một thằng đệ tớ khác dụ được ông chủ của nó, vậy là thằng đệ tớ đó quá giỏi đúng không? Vậy có phải thằng đệ tớ đó nó thắng thằng ăn trộm đúng không? Ông nói đi, ai thắng? Chuyện này thì Ông nói đi, ai thắng? Thì đệ tớ thắng. Ông nói gì ạ? Đệ tớ thắng. Ông nói lớn lên chứ con không nghe. Thì thằng đệ tớ thắng, nghe rõ chưa? Dạ con nghe rồi. Ai nghe? Dạ con nghe. Vậy tao tưởng mày điếc chứ. Không thể nào như vậy được. Trên đời này làm cái gì có chuyện hy hữu như vậy? Chủ tớ gì mà không có lớp lang gì hết trơn.
sao? Anh nghe hết, thấy hết rồi chứ gì. Anh chịu thua chưa? Chưa đâu. Giờ tôi hỏi ông này, nếu ông nói ông với chủ ông thân với nhau như vậy, vậy có bao giờ ông chỉ bỏ củi ra cho ông chưa? Ông chưa hiểu hả? Chẳng hạn như cái gì mà quý quý á, vàng bạc. Anh muốn thấy ông chủ chia vàng bạc cho tôi. Được không? Được thôi, anh chịu ở chơi vài ngày đi rồi thấy. Cái gì kỳ vậy ông? Ông nói là ông đưa vàng cho ông mà tôi chờ hoài cũng không thấy luôn. Cứ đào đào lắp lắp hoài gì vậy? Cứ từ từ đi, tôi chôn vàng cho ông xong ông sẽ chia lại cho tôi một ít. Ông làm cho tôi không hiểu luôn. Khó hiểu quá. Anh Đô. Dạ. Sao? Chào ông. Hôm rày ở đây chơi thấy có vui vẻ không? Dạ. Dạ. Dạ, dạ bỗng ông. Dạ. Dạ ở đây con chơi vui lắm ông. Dạ con nói thật nha, con chưa từng thấy ông chủ nào mà tốt giống như ông vậy đó. Dạ. Dạ chắc nay mai này con đi. Rồi con sẽ ăn với ông một bữa cơm. Rồi con từ giả ông, không dám làm phiền ông nữa. Thôi phiền phức gì, tôi cũng hơn lực á, là tiếp đãi bạn cho nồng hậu. Tôi kêu nghỉ việc đi, tiếp bạn đi, mà nó không chịu, nó cứ làm hoài, nó ham việc lắm. Dạ. Dạ, ảnh có nói với con, tại vì ông quá tốt nên ảnh phải lo làm như vậy đó. Với là cái chuyện mà giấu của là chuyện quan trọng mà. Hả? Nói giấu của gì? Dạ, không có. Dạ, dạ, dạ con, dạ con lỡ lời thôi. Với là cái chuyện này con nhiều chuyện quá cũng không tốt. Dạ, 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 thôi con xin phép ông, con chạy đi vòng vòng xíu. Chờ ông, con chạy chơi vòng vòng chút. Dạ. Nó giấu của gì trong sân vườn nhà mình ta? Lực, em đem nước cho anh uống nè. Anh uống đi, cuốc nãy giờ chắc cũng mệt rồi ha. Cảm ơn cô nha. Thôi cô cứ để đâu đó đi, chút nữa tôi uống. Nhưng mà cô ra đây để thăm dò nữa phải không? Tôi có thăm dò gì đâu, với lại tôi cũng biết hết rồi mà. Biết hết rồi hả? Ờ. Cô biết gì ạ? Thì anh đào bới nè, thì giấu của chứ gì. Trời ơi, mà sao giấu của lại giấu trong vườn nhà ông? Nó chỉ là tin đồn thôi, mà tin đồn đó là do tôi tung ra đó. Tin đồn? Ừ. Vậy chứ anh đào bới làm chi? Nói tôi nghe đi, tôi không nói ai đâu. Đây đây, nói nghe nè. Hôm bữa lúc tôi ngủ trưa, tôi nằm chung với ông đó. Ừ. Tôi mơ thấy điềm lành. Hả? Có một ông thần hiện ra, chỉ cho tôi biết là có vàng chôn ở ngoài vườn. Nhưng mà cô đừng có nói cho ông chủ nghe. Tại vì thần nói cho tôi nên tôi không nói cho ông chủ nghe được. Giờ tôi nói với cô, nhưng mà cô phải hứa với tôi, đừng nói cho ai biết nữa nha. Tôi biết rồi, tôi thề mà. Có đúng như vậy không? Dạ, thiệt thưa ông. Tao nhớ rồi. Hèn chi nó đang ngủ xong nó bật dậy. Nó nói với tao là nó mơ một giấc mơ có điềm xui. Thằng này không được rồi, nó đối xử với tao tệ bạc quá. Rồi bây giờ ông tính sao ông? Để coi. Tướng Thần Giang, Tướng Thần Giang, Tướng Thần Giang, tôi cho con. Cái này là con mà ông. Dạ ông ơi. Ở đâu mày có? Dạ cái này á là thần thánh cho con, chứ không phải con muốn đâu ông ơi. Mày nói chuyện nghe mắc cười quá. Cái tượng vàng này á trong khu đất nhà tao, tại sao thánh không báo tao mà thánh đi báo mày? Dạ chắc tại là thánh thương con mà con không dám nói với ông, sợ ông buồn. Thánh dặn kỹ rồi,
Cái tượng vàng này á là cho con thôi, nếu mà đưa ông á là ông sẽ bị vợ chết đó ông. Thôi bây giờ ông hiểu rồi. Bây giờ ông tính vậy nghe. Con á thì nghèo. Dạ. Trước sau gì á con cũng phải đổi cái tượng này nè để lấy tiền làm vốn, đúng không? À, dạ đúng. Vậy thôi bây giờ con đổi cho ông nha. Ông đổi lại tiền cho con. Dạ. Ông thiệt là hiểu ý con mà. Tượng vàng này á là trong vườn của ông, đổi cho ông là đúng nhất rồi. Vậy ông cho con đổi một túi vàng nha. Một túi vàng? Dạ. Chuyện nhỏ. Dạ, con cảm ơn ông. Nè, có được số vàng này rồi á, xài cho nó cẩn thận nghe không? Con để đó, khi nào con bệnh á, hãy đem ra bán mà lấy tiền trị bệnh nghe. Dạ, con cảm ơn ông đã cho con vàng. Xin phép ông con đi. Đi mạnh giỏi nghe con. Dạ. Công nhận cái thằng đó thông minh địa. Mình đổi nó mấy nén vàng lẻ, nó đưa mình nguyên một cái tượng vàng luôn. Chắc chuyến này mình được giàu thêm chút đỉnh nữa rồi. Ông ơi, ông ơi. Chuyện gì mà hốt hoảng dữ vậy mày? Ông biết chuyện gì chưa ông? Chuyện gì? Trời ơi, ở ngoài đình á bị mất cái pho tượng. Sao? Con nghe nói là nó linh lắm đó ông. Mà sao con nghi nghi? Nghi cái gì? Ông nhìn đi. Cái pho tượng gì á mà nó vàng khè. Nó nhẹ hiều nè, ông thấy không? Đâu, ông đâu? Kiểm tra thử đi. Ừ, bây giờ mày nói tao mới để ý. Sao nó vàng hiều à? Trời ơi, nó chốc ra màu vàng. Nó ra đất nung không à? Cái gì kỳ vậy? Thằng này nó chơi khăm tao rồi. Theo con thấy á ông, mình á, mình đem ra ngoài đình mình trả đi ông, chứ để trong nhà xui lắm ông ơi. Cái thằng này tôi muốn tới số nó rồi. Ông, vậy con đi kiếm anh Lực về cho ông nha ông. Cái gì? Nó dám quay mặt về đây hả? Còn mày nữa, nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, mày muốn cho tao mang nhục cả cái làng cái xóm này hả? Con biết rồi ông. Còn bức tượng này, để tối nay á tao đi một mình, tao rình rình, tao ra ngoài đình, tao để cái tượng này lại ở ngoài đình. Dạ. Tại ông á, ông làm tôi bớt giàu thêm chút rồi nè. Con thấy ông vẫn vậy mà ông. Hả? Giờ mọi chuyện đã ngã ngủ rồi chứ. Không. Dễ gì. Không là sao? Tức là tôi với ông thằng nào cũng giỏi hết á. Là sao? Vậy tức là bây giờ không ai chịu ai đúng không? Thì phải tìm người phân xử chứ sao? Được, kiếm thì kiếm. Nhưng mà kiếm ai ta? Hả? À, có đâu. Có ông cụ đồ ở cuối xóm, vừa văn hay chữ tốt, để vừa có nhân cách nữa. Hay là mình tới đó nhờ ông phân xử. Quyết định vậy đi. Đi. Đó, chuyện là như vậy đó thưa cụ. Bây giờ cũng không có biết được là ai thắng ai, nên mới qua đây nhờ cụ phân xử giùm. Hai anh không ai chịu ai. Dựa vào phân xử của tôi, hai anh có chịu nghe không? Dạ có chứ cụ, xin cụ cứ nói. Nếu mình lý lẽ của cụ thuyết phục á thì tôi còn phải nghe chứ. Trước khi tôi nói ai thắng ai thua, tôi sẽ kể cho hai anh nghe một câu chuyện. Chuyện của hai con mèo. Một con mèo chỉ ăn vụn đồ trong nhà, còn con kia chuyên muốn ăn vụn đồ của hàng xóm. Lần nào muốn ăn vụn cũng đều trót lọt hết. Vậy tôi hỏi hai anh, con nào giỏi hơn? Là gì? Tôi nghĩ là cậu. Vậy là con mèo mà ăn vụn nhà hàng xóm là ảnh, còn con kia là con hả cụ? Ủa mà sao kỳ vậy? Tụi con tới nhờ cụ phân xử mà sao giờ cụ hỏi ngược lại hai tụi con? À, dạ, con nghĩ ra rồi cụ. Con nghĩ là con mèo ăn vụn trong nhà sẽ thắng. Tại vì con mèo ăn vụn trong nhà nó ăn nhiều lần, chủ nó biết, chủ nó sẽ đậy đồ kỹ lại để ăn vụn khó hơn. Còn con mèo mà ăn vụn nhà hàng xóm á, lâu lâu nó ăn vụn có một lần à, hàng xóm người ta đâu có để ý đâu, nên sẽ ăn vụn dễ hơn. Vậy là con thắng phải không cụ? Anh Đồ thấy sao?
Dạ cái đó đó đó, cái ý của con á là y hệt ý của nó. Dạ dạ. Vậy thì trong hai người, người có tài hơn là người đã dùng mưu bắt chủ theo ý của mình, chứ thi thoảng ăn trộm được vài nhà sơ ý thì đâu có khó, mà cũng chẳng hay ho gì khi đem tài trí của mình chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong vụ này anh Đô nên nhường bước cho anh Lực. Tụi anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện là như vậy, Trần Lực chăm sóc cho Hương giùm tôi nha. Hương à, mặc dù tình cảm của anh dành cho em nhiều hơn, nhưng mà anh cảm thấy anh Đô đây mới là người xứng đáng với em. Không, anh mới là người xứng đáng. Không đâu, anh đừng có nói vậy. Tôi thấy anh xứng đáng với Hương hơn mà. Không, tôi đã chúc phúc cho hai người rồi, ông mới thật sự xứng đáng với Hương. Hai anh coi tình cảm của em là gì mà cứ đùng đẩy qua lại vậy? Không phải, anh không có ý đó. Nhưng bản thân anh yêu em nhiều lắm. Nhưng mà thật ra Trần Lực mới là người xứng đáng với em. Không, tôi đã nói rồi, anh mới là người xứng đáng. Thôi, em hiểu tình cảm của hai anh dành cho em rồi. Mọi chuyện á, tôi cứ để Hạ Hồi phân giải. Còn bây giờ em vào trong nấu vài món để chúng ta cùng nhau ngồi hàng nguyên tâm sự nha. Vậy cũng được. Vậy cũng được. Cạn. Quá sảng khoái, quá sảng khoái. Ta cảm giác hôm nay là mới nhậu lần đầu luôn. Hết ba bình rượu rồi mà đầu óc ta vẫn còn tỉnh. Đệ cũng vậy, đệ cảm thấy trong người thiệt là sảng khoái. Đệ sảng khoái nhất là cái lúc nào anh biết không? Lúc nào? Cái lúc đệ nhớ là ông chủ cầm gói vàng vui vẻ dâng hai tay lên cho đệ vậy nè. Ta thấy thật là sảng khoái. Vô. Để nhắc ta mới nhớ, trên công đường ông lấy buông, ông khăn khăn trong túi vàng ông là 100 lượng. Đêm đi đêm lại đêm tới đêm lùi cái còn 99 lượng. Mà ông đâu có biết là với bàn tay phù thủy của ta đã móc vô lấy ra 1 lượng mà ông không hề hay biết. Huynh thiệt đúng là cao tay. Nè, nàng có thấy anh em tôi giỏi không? Dạ, hai anh tài lắm. Dạ bẩm quan, quan nghe rõ hết rồi chứ ạ? À? Trời, quan vậy? Ở đây chỉ có Lê Đô, Trần Lực với bé Hương, chứ đâu có thằng nào tên quan đâu. Tha đi. Tỉnh luôn rồi. Đệ cũng tỉnh luôn rồi. Ủa Hương, chuyện này là sao vậy Hương? Là sao Hương? Thú thật thì trước đây tôi cũng có cảm tình với hai anh, vì hai anh đối xử với tôi rất là tốt. Hai anh là người tốt, mà phải chi á, hai anh lấy cái tài của mình để giúp cho người, cho đời. Đằng này á, hai anh lại làm những cái chuyện chẳng khác nào phường trộm cướp. Cho nên em không biết làm gì. Em xin lỗi hai anh, nên phải đành nhờ quan trên phân xử. Dạ đúng đó quan. Dạ cái thằng này là quan, nó gạt con đó quan. Nó đưa cho con cái tượng mà đất nung, rồi nó kêu con đưa cho nó nguyên một bịch vàng. Bịch vàng bay lớn gì nè quan? Đâu có đâu ông chủ, bịch vàng có bay lớn gì à? Dạ bẩm quan, còn con nè, con buôn bán cực khổ dành dụm được 100 lượng vàng. Chỉ mà hôm bữa lên công đường, nó ma mảnh làm sao á, nó gạt được con chứ quan. Từ hồi nãy tới giờ quan đứng ở ngoài, quan nghe hết rồi đó. Quan xử giùm con đi chứ quan ức quá quan ơi. Xử nó đi quan. Quan thôi. Dạ bẩm quan. Tất cả hãy im lặng. Dạ con im lặng. Để nghe tao phân xử. Hai tên kia, hai người là thanh niên trai tráng, không lo chí thú làm ăn mà lại đi làm những chuyện phường đạo tặc. Hai người có biết tội hay chưa? Dạ dạ, con biết tội của con rồi quan. Dạ con biết tội của con rồi quan. Thì nghe ta xử đi. Tất cả những số vàng mà các người đã lấy hãy trả lại cho người bị hại. Đúng rồi đó quan. Dạ, đội ơn quan. Còn hai người, ta sẽ dạy cho một bài học. Đến đâu? Dạ, dạ. Lôi ra, quýnh mỗi người 30 heo. Dạ. Dạ. Dạ, đội ơn quan.
chết Quỳnh rồi đệ ơi. Chết đệ luôn rồi Quỳnh ơi. Cho Quỳnh đệ mày chết chùm luôn. Nội tình càng lúc càng khó khăn, giao thương thì đình trệ, nông sản được mùa nhưng lại mất giá, khiến cho nông dân điêu đứng khốn cùng. Ngoài bang lại lâm le bờ cõi, nhân tài lại như lá mùa thu. Nay ta ra lệnh, các quan hãy thị sát khắp chốn cùng quê, tuyển các bậc hiền tài hiền sĩ để cho khoa thi sắp tới có chất lượng. Tuân chỉ. Phải chiều. Quan thượng nhãn quê, nhãn nhãn quê. Đợi chút nữa đi, để cha cuốc thêm đổi nữa rồi dẫn con về ăn cơm. Cha đừng có làm nữa, nghỉ đi. Con thân người ta quạnh quẹ đó. Ruộng mình á thì mình làm, ai mà quạnh hẹ. Còn á, tối ngày chỉ nói lẻ. Quan ơi, quan tới đây làm chi vậy? Cả cái vùng này á toàn nông phu thất học, làm sao mà tìm ra nhân tài ở cái xứ chó ăn đá, gà ăn muối này với quan? Ngươi nói nhiều quá. Ta lại kia xem thử. Sao ông lấy sách của tôi? Xuân Thu, ngươi nhỏ như thế này mà đọc Xuân Thu. Ta nghĩ cỡ như ngươi á, Tam Tự Kinh muốn rành cũng đã khó rồi, mà ngươi đọc có hiểu gì không? Dạ thưa quan, nó hiểu đó. Con của tôi nó toàn là đọc loại sách đó không à. Có phải ngươi là cha của đứa bé này? Nếu quả thật như vậy thì đứa bé này có thể là thần đồng, hoặc ngươi là một người thầy thông minh trí tuệ hiếm có. Vậy ta hỏi hai cha con nhà ngươi, sáng giờ ngươi đã cuốc bao nhiêu cuốc rồi? Dạ chắc là quan giỡn đó, có ai vừa làm vừa cuốc mà đếm được bao giờ đâu. Con quan hỏi con ở đây bao nhiêu mẫu, bao nhiêu công thì quả chăng? Ổng láo, quan lại bộ thừa lệnh nhà vua đang đi kinh lý, ngài hỏi mà không đáp là phải chịu đánh 10 hèo. Quỳ số. Dạ, dạ bẩm quan, con là dân đen quân dốt, con không biết quan cho nên chậm thi lễ. Quả thực con làm sao giải được câu đố của quan. Mong quan tha tội, mong quan tha tội, mong quan tha tội. Trước khi đánh ông phải trả lời câu hỏi của tôi, nếu ông không trả lời được thì miễn tội cho cha tôi được không? Ông là người lớn lại là quan to, làm gì mà không trả lời được câu hỏi của một thằng nhóc như tôi. Con quỳ xuống. Được lắm, được, ngươi hỏi thử ta nghe. Từ lúc xuất hành tới giờ, ông qua bao nhiêu cánh đồng, bao nhiêu làng xã, gặp bao nhiêu người trên đường, quen đi bao nhiêu lần bước dài, bao nhiêu bước ngắn, tổng cộng bao nhiêu bước, ông trả lời đi. Giỏi, giỏi lắm. Ngươi dám hỏi dằn ngược lại ta. Được, ta tha tội chết cho hai cha con nhà ngươi đó. Dạ, con đội ơn quan. Nào đứng lên đi. Dạ. Nhà ngươi á phải học hỏi nghe chưa. Ta trả cho ngươi cuốn sách nè. Dạ. Đi thôi. Dạ quan. Con giỏi quá. Không có con suýt chút nữa cha bị đánh nát đít luôn à. Ủa mà sao con biết là lát nữa cha bị quạnh quẹ? Con đâu có biết đâu, con chỉ biết vậy thôi à. Kiểu này á cha phải cho con đi học rồi. Không cần đâu cha, con tự học được rồi. Không có được, con nít lớn lên là phải đi học. Nhưng mà ngặt nổi cha thì nghèo quá. Nhưng mà không sao, cha có cách rồi. Bây giờ á cha con mình về, rồi cha con mình lên ông Từ nha. Dạ. Leo lên. Ê.
đi. Thú thật với thầy, nhà con á thiếu trước hụt sau, không có tiền để cho cháu đi theo trường lớp. Con biết thầy vừa là thầy đồ, vừa là ông Từ cai quản cái đình này, nên con mới nhờ đến ông Từ. Những việc lặt vặt ông Từ cứ sai cháu làm, chỉ mong ông Từ dạy thêm chữ nghĩa cho cháu. Cha, con đã nói với cha rồi, con không cần, con tự học được. Sao cha cứ bắt con vô đình học vậy? Nè con, thằng bé này mới tí tuổi đầu mà đã ngạo mạn, vô đây không chỉ học thánh hiền mà còn phải tu tâm dưỡng tánh nữa. Dạ, nếu mà được như vậy thì con đổi ơn ông Từ nhiều lắm. Cha, hồi nãy giờ con có nói gì sai đâu, mà ông Từ nói con ngạo mạn. Không chỉ ngạo mạn mà còn cứng đầu hay cãi nữa. Thôi được, anh về đi, để nó lại đây. Dạ, vậy con xin phép ông Từ. Nè. Dạ. Ở lại đây con phải ngoan biết chưa? Dạ. Rồi vài bữa nữa cha lên thăm con. Dạ. Nha. Dạ. Dạ, con xin phép ông. Ừ, anh về đi. Bây giờ ra lấy cây chổi, quét sạch sân cho ông. Nhớ là không được sót một chiếc lá nào, nếu không thì đừng có nghĩ đến chuyện ăn cơm. Cho tới khi nào ta thấy được thì ta mới cho học chữ. Làm tới đây là được rồi. Bây giờ con nghỉ tay, vào trong ta sẽ dạy chữ cho con. Dạ, thầy dạy con cái gì vậy? Hôm nay thầy sẽ dạy cho con Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh? Thầy ơi, Tam Tự Kinh chỉ dành cho trẻ con học chữ. Con đang học tứ thư với luận ngữ, rồi còn vài chỗ muốn bàn thêm, xin thầy chỉ giúp con. Thằng nhỏ này ghê vậy, mới chừng đó tuổi mà đã học tới tứ thư luận ngữ rồi. Sao ông lại ngồi ở đây? Hãy giữ gìn sức khỏe. Từ nay ta sẽ từ giã chốn này. Bẩm, ngài có chuyện chi mà phải đi? Mà sao tôi thấy vẻ mặt ngài có vẻ buồn quá vậy? Vô cớ bị đàn 3000 dặm, hỏi người vui nổi không? Thank you.
tiền đâu rồi? Dạ thầy gọi con. Cái này là con làm đúng không? Sao thầy biết hay vậy? Phạm thượng, ai cho phép con nghịch phá, mạo phạm đến tượng thần hoàng vậy? Tháo xuống ngay cho thầy. Dạ. Vì chuyện ngày hôm nay, thầy phạt con đi gánh hai lu nước. Dạ con biết rồi, con xin lỗi thầy. Thiệt là quái lạ, thằng nhỏ này từ sức học chẳng giống ai, tới chuyện như ngày hôm nay, không lẽ nó không phải người phạm? Đa tạ ngươi đã giúp ta ở lại đình. Dạ bẩm, nhưng mà nhờ ngươi mà án lưu đày 3000 dặm đã được xóa. Đa tạ, đa tạ. Thần quan, thằng bé này không phải là người thường, nhất định sau này nó sẽ làm nên nghiệp lớn. Vua tâu hoàng thượng, theo chỉ dụ của hoàng thượng, hạ thần đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng chỉ gặp những nho sĩ chăm chú văn ôn võ luyện, nhiều người thông lào kinh sử, nhưng toàn hạng từ chương học vẹt. Để tìm được người đột phá thì hạ thần chưa tìm được ai. Tâu hoàng thượng, thông lào kinh sử thì triều đình ta vô số kể, ta cần một bộ óc hơn người, có những thay đổi táo bạo. Dạ bẩm, có một lần bên bờ ruộng cạn, ở một xóm nơi xa, hạ thần đã gặp một đứa bé khoảng 7-8 tuổi. Đứa bé này trông rất lạ. 7-8 tuổi à? Lạ như thế nào? Lúc đó cha của đứa bé đang cày dưới ruộng, còn nó ngồi trên bờ, hai tay cầm đọc quyển Xuân Thu. 7-8 tuổi mà đã đọc Xuân Thu rồi à? Dạ đúng vậy tâu hoàng thượng. Thần cũng thấy làm lạ nên có thử đùa bắt bí cha của nó. Thần hỏi sáng giờ đã cày được bao nhiêu cuốc, nếu không trả lời được sẽ bị đánh đòn. Nhưng đứa bé đã hỏi bí lại thần, hỏi sáng giờ thần đã bước được bao nhiêu bước dài, bao nhiêu bước ngắn, tổng cộng bao nhiêu bước. Có chuyện đó thật sao? Dạ đúng vậy, đứa bé này rất thông minh, tài không đợi tuổi, có thể đây là một thần đồng ẩn mặt. Không biết là có đúng như vậy không, truyền lệnh cho nó nộp lên cho vua một sợi dây bệnh bằng tro dài 20 sải. Bẩm hoàng thượng, tro bếp thì làm sao mà bệnh được dây ạ? Nếu là một thiên tài thật sự sẽ biết, chờ coi. Tuân chỉ. Bẩm xin thượng quan tha tội, con dạ gì con xin chịu, xin tha cho thằng bé, nó còn nhỏ chưa biết gì hết, có nói năng tội dạ gì thì cũng tại con không biết dạy con thôi. Dạ bẩm quan tha tội cho con của con. Ngươi đừng nói nhiều nữa, kêu đứa bé ra đây. Dạ bẩm quan, tại vì thấy con nó còn nhỏ dại cho nên con đã đưa nó lên đình học đạo thánh hiền rồi thưa quan. Cha ơi cha, con về rồi cha ơi. Cha con... cha cha. Nè, con sao con không chạy đi, về đây cho bị bắt hả? To gan, ngươi định chống lệnh nhà vua à? Giỏi lắm cho bé, ta mang theo chiếu chỉ của hoàng thượng về đây, mau quỳ xuống tiếp chỉ. Quỳ xuống con. Hoàng thượng lệnh cho ngươi bệnh một sợi dây bằng tro dài 20 sải dâng cho vua, nếu như không làm được sẽ bị tru di tam tộc. Tai ếch giữa đàn, chuyện này cha con mình chết thiệt rồi con ơi. Không sao đâu cha, con làm được mà. Dạ ẹt ờ. Nè con đừng có nói càng, bây giờ xin thượng quan tha mạng đi. Cha con xin lạy quan, xin quan tha mạng. Cha ơi, con nói là dễ ẹt à, dễ ẹt à, dễ thiệt luôn á. Được, nếu dễ, ngươi làm thử cho ta coi. Cha lấy giùm con ít rơm, lạy đi cha.
thần để bằng cho, chứ không phải bằng rơm, con hiểu không? Cha cứ làm theo con đi, lẹ đi cha. À, rồi sao nữa? Ngươi định có nói là ngươi to gan kêu ta đem sợi dây thừng này về dâng cho vua đó. Ông cứ từ từ rồi để xem. Sẽ có sợi dây bằng tro để ông dâng cho vua rồi đó. Nhưng ông nhớ đừng để cho gió thổi bay nha. Ông mà để gió thổi bay mất á thì ông chịu trách nhiệm với hoàng thượng đó. Có chuyện đó thật sao? Dạ đúng vậy thưa hoàng thượng. Vậy đúng là thằng bé đó rất khác thường. Thần thấy đứa bé đó không chỉ thông thái mà thần thái của nó còn rất đường hoàng, không biết sợ là gì hết. Nhân tài nhỏ tuổi muốn bá quan văn võ tâm phục khẩu phục, không thể sát hạch sơ sài được. Quay lại nhà thằng bé đó, đưa con chim này cho nó. Dạ bẩm, đây là quà ban thưởng hay là... Không, chưa ban thưởng vội. Đây là một câu đố mới của ta, bảo nó làm thịt con chim này, làm thành 10 món, mỗi món phải đầy dĩa. Làm 10 món, mỗi món đầy dĩa. Làm sao một con chim bé xíu đó mà làm ra được 10 món, mà mỗi món lại đầy dĩa. Thịt cả con để trên một dĩa còn lọt thỏm, huống hồ chia làm 10. Sao nhà vua cũng muốn bắt bí cha con tôi vậy? Cha khỏi lo, con làm được mà. Con đừng có nói càng. Cha kiếm cho con một cây kim may áo đi. Con kiếm kim may áo chị? Cha cứ kiếm cho con đi. Nhanh lên cha, nhanh lên. Xong chuyện này, phiền ông nói với vua để cha con tôi được yên. Kim đây con. Ông nói với vua từ cây kim này làm thành một con dao. Muốn xẻ được con chim đó được 10 món thì con dao phải tương xứng. Thông minh, quá là sắc sảo. Ta đưa cho nó một con chim bắt làm 10 món. Nó đưa ta lại cây kim, nhờ ta làm con dao xẻ thịt con chim. Phải rồi, con chim đó mà phải xẻ thịt làm 10 thì con dao phải bé cỡ này chứ. Dạ bẩm, vậy thì ta đã phục rồi, nhưng còn bá quan văn võ. Ngươi quay lại nhà đó cho ta. Đồng phiền cha con tôi hoài vậy? Ổn lao. Nè, câu đố của vua không giải xong là đắc đối đó con. Ông đối gì đó đi. Nghe đi, gai cam không ai giót, tại sao lại nhọn? Đố cái gì mà ác dữ vậy? Đố vậy khác nào hỏi tại sao mặt trời không mọc đằng tây. Dễ ẹt mà cha. Bộ lần này á, vua hỏi câu đố rồi sao mà. Sao đố câu đố mà dễ ẹt à? Được, vậy thì ngươi trả lời ta nghe. Ông về thứ lại câu đố của ta. Thân cây chuối có ai bào, sao lại nhẵn? Nếu trả lời được thì ta cũng có câu trả lời cho vua. Hay quá, giỏi. Dạ bẩm, lần này mình có quay lại đó để đố nữa không hoàng thượng? Truyền lệnh của ta,
đặt cách cho thằng bé lên kinh ứng thiết trạng nguyên lần này. Tuân chỉ. Muôn tâu hoàng thượng, đã có kết quả thi trạng nguyên lần này, theo đó quan Tân Khoa chính là... Là ai? Dạ bẩm, đây là một điều bất ngờ vô tiền khoáng hậu. Là ai? Ngươi nói luôn coi. Bẩm hoàng thượng, Tân Khoa trạng nguyên lần này chính là đứa bé 8 tuổi tên Hiền mà hoàng thượng đã đặt cách dự thi. Thiệt là tốt, tốt lắm. Cho đòi quan trạng Hiền. Hiền quan Tân Khoa vào ra mắt hoàng thượng. Hoàng thượng dạng tới, dạng dạng tới. Ta biết ngay là ngươi thế nào cũng làm nên chuyện. Giỏi, giỏi lắm, ta miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Dạ, muôn tâu thánh thượng. Nhưng trạng còn nhỏ tuổi quá, liệu... Ngươi lo là trạng nguyên nhỏ tuổi không đủ tài chứ gì. Người đâu? Đem lồng chim vô đây cho ta. Tuân lệnh. Trang Hiền, đố ngươi là ta muốn nắm con chim hay muốn thả nó? Bẩm hoàng thượng, hoàng thượng tự đoán, thần muốn bước lên hay bước xuống. Giỏi lắm, cho trại nghỉ, nhưng sáng mai đem dâng lên cho ta và các bá quan ở đây một chiếc bánh biết nói. Bái triều hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Cha ơi, cha, cha ơi. Con sao rồi? Bộ hoàng thượng có chuyện gì làm khó con nữa hả? Cô nói ngày mai phải dâng lên cho vua một cái bánh biết nói. Cái gì? Cái bánh biết nói? Dạ. Con ơi con, làm sao bây giờ? Liệu có qua được lần này không? Cha ơi, con muốn về nhà. Sao mà về được con? Phải có cái bánh đó mày ra mới thoát được. Con đã nói với cha rồi, con không có muốn đi thi mà cha cứ ép con hoài. Con ghét cái áo này lắm, mà con cũng ghét mấy ông quay trong đó nữa. Cô chừng chết đó con. Đừng có giải miệng. Vua đã cho người về tận nhà mình kêu con đi thi, làm sao mà trốn được. Thôi, tạm thời mình kiếm cái gì ăn đi rồi tính. Con có mệt không? Dạ mệt. Thôi cha cổng con nha. Dạ. Đi. Khai bấm hoàng thượng, có một người tự xưng là cha của Trạng Nhí, xin được mang chiếc bánh biết nói vào dân cho hoàng thượng. Cho vào. Tuân lệnh. Dạ bẩm hoàng thượng, đây là chiếc bánh biết nói mà Tân Khoa Trạng Nguyên muốn dâng lên cho hoàng thượng. Chiếc bánh đó biết nói thật sao? Dạ bẩm, xin hoàng thượng cứ hỏi. Cái bánh nghe ta hỏi, Tân Khoa Trạng Nguyên đâu? Dạ bẩm, Tân Khoa Trạng Nguyên đang chờ ra mắt bệ hạ. Khá lắm. Cái bánh biết nói này, ngươi làm sao mà được vậy? Dạ bẩm hoàng thượng, sáng nay Tân Khoa Trạng Nguyên nằm khoanh mình trên mâm, rồi bảo hạ thần khiêng đến đây để dâng cho hoàng thượng. Thần xin ra mắt hoàng thượng. Giỏi lắm. Qua nay ta thử ngươi như vậy,
để các bá quan văn võ ở đây biết tài của ngươi. Dạ. Trang, cho trẫm với bá quan biết Trang học với ai mà sớm thông tuệ hơn người. Thưa quan thượng, lúc nhỏ thần tự học, lớn một chút cha bắt vô đình học, học với thầy. Trường nào khó quá con mới hỏi thầy mấy chữ thôi, chứ con chẳng học với ai cả. Con thông minh thiệt, có tài. Quá giỏi. Đối đáp vài câu, ta thấy ngươi tuy kiến thức hơn người, nhưng còn chưa biết phép tắc. Nhưng vì còn nhỏ tuổi quá nên ta bỏ qua. Nghe ta dặn nè, việc trị quốc của các quan trong triều đình không phải dựa vào những lời nói sắc sảo để đối phó với những mù mẹo, mà cần phải có những kiến thức sâu rộng về xã hội mới giải quyết được vấn đề nhân sinh của quốc gia. Ngươi hiểu chưa? Cho về học lễ 3 năm, 3 năm sau mới được ra làm quan. Và đội ơn hoàng thượng. Đội ơn hoàng thượng. Bãi triều. Hoàng thượng giảng quy. Giảng quy. Cuối cùng cha con mình cũng về tới nhà toàn bạn, đã thoát nạn rồi con cha ơi. Cha ơi cha, con muốn cởi bộ đồ này ra. Bộ đồ này khó chịu quá à. Bộ máu này. Con đừng có nói vậy. Ăn nói mà không biết suy nghĩ gì hết, cho nên mà tiếng là vô phép đó thấy chưa. Ủa thì vua hỏi sao con trả lời vậy thôi. Sao cha nói con vô lễ. Con cứ nói mà chẳng suy nghĩ gì hết. Nhờ ơn của hoàng thượng cho nên con mới trở thành tân khoa trạng nguyên, trẻ tuổi nhất triều đình từ cổ chí kim. Người người biết tiếng, con phải biết ơn. Nếu làm cạn mà vua có bắt con học lễ trước mặt triều thần, có phải như vậy là thất lễ với con không cha? Làm con mất mặt với các quan, con chẳng thèm làm quan nữa. Cha, cha cho con đi đánh trọng rồi đi tắm sông với các bạn nha cha. Mà nhớ á, dắt con nghé của cha đi ăn luôn nha. Dạ. Hiền. Dạ. Đi về thôi con, chơi nãy giờ mệt rồi. Cha cho con chơi một chút nữa đi. Thôi con không biết nữa. Về đi rồi ngày mai chơi tiếp. Cha cho con chơi tiếp đi. Nghe lời cha, đi về đi con. Con ghé của mình đi đâu rồi con? Ủa, hồi nãy con thấy nó nằm bên đó mà. Giờ sao nó đi đâu mất tiêu rồi. Nè, tụi con, hồi nãy giờ có thấy ai lảng vảng đây không? Dạ không. À, cha ơi, hồi nãy con thấy chú Nhất ở trong đó đó. Chú Nhất. Ủa, anh tới chơi hả? Tôi không có tới chơi. Ủa, sao anh bắt con ghé của tôi? Tôi bắt con ghé anh hồi nào? Đứa nào nói bậy nói bạ vậy? Con ghé này rõ ràng là của tôi. Mà hồi nãy thằng Hiền nó cũng thấy anh lãng vảng ở khu vực đó chơi nữa. Trời ơi, tôi ra đồng tôi thấy mấy đứa nhỏ nó chơi nè. Mà tụi nó đang chơi thì làm sao thấy tôi bắt con nghé của anh được. Nó bậy nó bạ cái gì vậy? Con nghé này là do trâu của tôi đẻ ra. Cái gì? Trâu nhà anh là trâu đực thì làm sao mà đẻ? Vậy đó. Ủa mà rồi anh có cái gì chứng minh là trâu của anh đẻ ra con nghé này? Anh nói tôi nghe coi. Hả? Không có chứ gì. Không có thì đi về giùm tôi đi ha. Thích cái gì á thì đi kiện nha. Anh đúng là ngang ngược mà. Ủa có gì đâu ngang ngược. Tôi sẽ đi kiện anh. Kiện thì kiện đi. Đi về kiện con. Đi. Ông xã nghĩ coi. Chỗ láng giềng thâm tình với nhau
mà cái chuyện nó nhỏ xíu bằng con nghé vậy thôi mà nó đi kiện tôi. Tôi nói thiệt với ông á, tôi tính đem chuyện này lên ông Lý. Ông biết không, ông Lý là ông anh con của bác tôi. Tôi mà tôi nói một tiếng thôi là chuyện gì cũng xong hết. Nhưng mà tôi nể ông, không lẽ tôi làm vậy á vừa cấp sao? Rồi nói xã ở đây có một chuyện nhỏ xíu như vậy mà xử lý cũng không xong, nếu như vậy thì mất mặt ông, đúng không ông xã? Cho nên á, tôi mới đến đây là tôi giúp ông. Ông liệu làm sao mà xử cho đàng hoàng? Hả? Anh Nhất làm như vậy là đúng lắm. Bình thường tranh chấp cỡ nào tôi bẻ cũng xong hết. Nhưng mà lần này có thằng Trạng Nhí nó xía vô, tôi e rằng hơi bị khó. Thôi đi ông ơi, Trạng Nhí thì Trạng, nó cũng chỉ là một thằng trẻ ranh, hỉ mũi chưa sạch. Nó làm sao mà qua được một người dày dặn kinh nghiệm như ông xã đây, đúng không? Tôi nói thì cho ông đỡ lo thôi, chứ thật sự không lẽ tôi như vậy á mà lại thua cái thằng đó hay sao? Đúng, ông làm việc này á cho tốt đẹp vô, tôi sẽ nói với anh tôi đầy bạc cho, yên tâm. Ừ, cảm ơn nha. Bẩm xã trưởng, con Nguyên Đơn đã tới. Cho vào. Thưa xã trưởng, tôi đến đây để... Thôi khỏi, ta đã nghe đầu đuôi hết rồi. Người á, vu dạ cho Nhất đây lấy trộm con nghe đúng không? Tôi không có vu dạ, tôi có nhân chứng đàng hoàng. Là Tân Khoa Trại Nguyên đây á là người làm chứng. Với lại tôi qua nhà anh Nhất, tôi cũng thấy con nghé của tôi được buộc trong sân của ảnh. Mày nói cái gì? Nghé của mày mà buộc trong sân nhà tao? Trâu tao mới đẻ, đó là nghé của tao, mày hiểu không? Trâu của anh á là trâu đực, làm sao mà đẻ được? Ai nói mày trâu đực không đẻ được? Đúng không xã? Đúng rồi. Ai nói là trâu đực không đẻ được đâu? Thôi bây giờ mình thua rồi, mình về đi cha. Sao thua được con? Trâu đực sao đẻ? Thôi mình thua rồi, về đi cha. Đi về cha. Ủa vậy vậy thôi hả? Hả? Tưởng đâu đem Trạng tinh hù được ta. À dè, nói chưa được một câu đã đành húc thủ rồi. Kỳ này á là anh lời to rồi nha. Nhớ đó. Ông cũng không thiệt đâu, tôi hứa mà. Lẽ ra cha không có nên lôi con vô chuyện này, tự nhiên làm người ta ghét con. Thôi con đừng có buồn, phép vua thì thua lại làng mà. Mình chẳng có của cải, cũng không có thân thế gì hết, thấp cổ bé họng thì đành phải chịu thôi. Không phải thua, cha cứ để con nghe đó, để cho ổng nuôi giúp đi, rồi vài bữa nữa mình lấy về. Sao lấy được? Để lâu quá, cứ trâu quá bụng, sao đòi được con? Để rồi cha coi. Ý, chờ cha nữa. Loa, đã tới kỳ xu thế, các hộ lên xã đóng đầy đủ đúng hàng, nếu không sẽ bị tịch thu ruộng đất, xung vào đất công. Loa, đã tới kỳ xu thế, các hộ lên xã đóng đầy đủ đúng hàng, nếu không sẽ bị tịch thu ruộng đất, vào đất công. Xu thuế liền liền, hết thuế đinh rồi tới thế điền, ai mà chịu nổi? Có con trâu, cho nó cày ruộng, thiếu ăn quá nó quỵ rồi. Còn con ghé, tính nuôi lớn chút để bán trang trải, đóng tiền xu kỳ này thì bị lấy mất, thiệt là khổ hết sức mà. Cha, đến lúc lấy lại con ghé rồi đó cha. Sao mà lấy được con? Cha cứ ăn no ngủ kỹ rồi xem. Xã trưởng, dạ. Ông làm ăn cái kiểu gì vậy? Mãi tới ngày đóng thuế rồi mà tới bây giờ chưa đóng nữa. Dạ bỗng ông Lý, em cho mỏ gõ quanh khắp làng, nhưng bọn chúng vẫn chai lì, không ai chịu đóng hết. Em
cũng chẳng biết làm sao nữa. Ông làm không được thì ông xuống đi, cho người khác làm. Dạ, dạ bẩm ông Lý, cái vụ này có thằng Trạng Nhí nó xía vô, không biết nó kích động, cái đám trai tráng trong làng đều đình công hết ráo, không ai chịu đóng xu thuế và cũng chẳng chịu ra đồng làm ăn gì hết á. Rồi ông chịu thua cái thằng nhóc 8 tuổi hay sao? Ông tóm cổ nó, với thằng nào cứng đầu nhất đưa tới đây. Nếu mà tra ra rồi, đưa thằng nhóc lên kinh, cho hoàng thượng chịu trách nhiệm. Dạ. Lên đâu? Dạ. Mời trẻ con Trạng Nhí vô đây. Dạ. Dạ bẩm ông Lý, ông trả đồi cha con tôi, không biết là có chuyện gì. Có ông Lý mời, tại sao giờ này mới tới? Dạ bẩm ông Lý, ông xã thứ tội, hồi nãy tôi mới sanh con, mệt mỏi trong người cho nên hơi bê trễ. Nói cái gì vậy? Bộ tính giỡn mặt với ông Lý hả? Cha tôi nói thiệt, có tôi làm chứng nè. Cha tôi á mới sinh em trai Khôi Ngô Tấn Tú nè. Cha tôi vừa mới sinh nở xong, còn mệt mỏi trong người. Thật là mắc cười mà. Mắc cười. Ta tưởng ngươi dỗ dàng thông tuệ tới cỡ nào mới đứng đầu bảng hổ, mà ai ngờ hội đồng chấm thi cũng thần kinh hết rồi. Làm gì có đàn ông mà đẻ con? Muốn trốn xu thế hả? Mới nghĩ ra cái chuyện này hay sao? Ý ông Lý á là giống được không đẻ được đúng không? Còn phải hỏi nữa hả? Vậy mà trên đời có cái chuyện á, con trâu đực cung nhất á có thể đẻ được con nghe. Ông Lý hỏi ông xã tưởng thử coi, có phải vậy không? Nếu không phải á thì trả con nghe lại cho cha tôi, còn nếu không tôi mét vua đó nha. Xã trưởng. Dạ. Có chuyện đó hay không? Dạ bẩm ông Lý, Cấp báo, cấp báo, cấp báo. Muôn tông bệ hạ có sứ từ Bắc Kiều. Có chuyện gì? Bóng hoàng thượng, nhà Nguyên hạ chỉ hoàng thượng phải gả công chúa Chiêu Nghi về bên đó làm dâu. Chúng muốn bắt bi ta đây. Ngoài mặt là gả con, nhưng coi như con gái ta phải qua bên đó làm con tin. Chúng ta phải cứu công chúa thôi bệ hạ. Bằng cách nào? Bẩm bệ hạ, bệ hạ hãy tìm cách thoái thác một cách thật khéo léo, đừng để họ biết. Mặt khác, chúng ta họp báo quan văn võ, nhất định sẽ có cao kiến. Triệu tất cả ba quan văn võ gặp ta ở đại điện. Thần tuân chỉ. Đã mấy cuộc họp bàn rồi mà các quan trong triều chưa ai tìm ra cách gì khả dĩ để cứu được con ta, vừa có thể tránh được họa ngoại bang. Chẳng lẽ phải để con ta vào chốn hang hùm miệng sói sao? Bẩm hoàng thượng, bây giờ chỉ có một người hoàn toàn có thể nghĩ ra kế đột phá để cứu công chúa. Là ai? Ngươi nói thử xem. Bẩm hoàng thượng có còn nhớ đứa bé đã đổ trạng cách đây 3 năm? À, đúng rồi. Tại sao ta lại quên mất chứ? Triệu hồi trạng về kinh liền cho ta. Bẩm hoàng thượng, hạ thần còn phải ở lại tiếp sứ, chắc là phải cử người khác đi mời trạng. Thưa hoàng thượng. Đi mau, đi mau. Thần tuân chỉ. Chỉ là một thằng nhóc mà bắt ta phải về làng để mời lên sao? Dạ đúng ạ. Nè. Theo thần nghĩ cũng chỉ cần truyền dụ cho trạng hồi cung là được rồi. A Quang. A Quang. Quang. Hình như thằng bé kia là trạng đó. Cái thằng bé chút xíu đó sao? Có phải không? Dạ bẩm, con cũng không rành. Nghe nói trạng rất thông thuệ, hay là quan qua thử coi. Vậy cũng tới. Giỏi ghê ta. Ê nhỏ. Ông kêu tôi. Thằng bé này láo thiệt, chẳng biết phép tắc gì hết. Người lớn hỏi mà trừng mắt hỏi lại là sao? Nè, ngươi có phải là Trạng Nguyên 3 năm về trước không? Biết là Trạng hả? Sao còn kêu như thế này nhỏ nọ nữa? Ông mới là người tất lễ á. Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy một Trạng Nguyên nào mà lóc chóc
chơi mấy cái trò trẻ con này. Ta muốn chắc chắn không làm người. Giờ nếu đúng là trạng á, ngươi đối thử câu này ta nghe coi. Tử là chữ, cắt dần đầu. Tử là con ai con ai? Du là chân, chặt ngang lưng. Đinh là đứa, đứa nào? Ủa, đang chơi vui sao con lại về rồi? Ủa, có chuyện gì hả? Con tưởng á là được yên thân. Ai dè tai ương lại đến. Tai ương? Mà là chuyện gì? Con á chỉ mới 11 tuổi à. Con thích tắm xong đi đánh trọng với mấy tụi bạn, chứ con không muốn lên kinh đâu. Nhưng mà ai nói với con là lên kinh? Dạ, bẩm đại quan, chắc là từ kinh thành tìm về, không biết là có chuyện gì. Nhà của Trạng Nguyên đây sao? Còn Trạng đang làm gì đó? Kỳ con, sao không đứng lên chào đại quan đi? Không, hồi nãy á gặp ở đầu làng đã chào rồi, với lại con đâu có mời ổng dưới đây đâu. Ngô Giang quân tử diễn bào trù, Hà Tu bị táo, người quân tử xa chỗ bớt nút. Sao Trạng lôi cua ở đó nên ông táo vậy? Ngã bản hữu quan cư đỉnh nại, khả tạm điều canh. Ta vốn ở ngôi khanh tướng, nhưng nay còn tạm nấu nồi canh. Đúng là Trạng đây rồi. Đúng là khẩu khí của người khí khái, nói quá chỉnh mà. Trạng hiền tiếp chỉ. Thánh thượng dạng tới, dạng dạng tới. Trạng hiền tiếp chỉ. Có việc quan trọng, hoàng thượng muốn hỏi ý kiến của Trạng. Mời Trạng về cung. 3 năm trước hoàng thượng nói ta không biết lễ, nhưng có phải bây giờ mà hoàng thượng không biết lễ không? Đón Trạng về cung mà sơ sài sất sược, quạnh quẹ này kia, ta không đi. Dạ bẩm hoàng thượng, thằng nhóc đó quả thật rất cứng đầu, nó chẳng biết sợ là chi. Tuy nhiên quả là bậc kỳ tài khó ai sánh được. Có tài mà ngông, còn nhỏ đã dậy lớn thì sao? Xin hoàng thượng phải trị tội cho chừa. Ý thần cũng như vậy. Thật ra thì hắn nói không sai. Chúng ta đã xử không đúng phép. Truyền lệnh của ta, chuẩn bị giống lộng quan gia về làng, đón Trạng cho đúng luật triều đình. Tuân lệnh. Muôn tâu bệ hạ. Bệ hạ có chỉ triệu tập thì tôi có mặt. Khanh bình thân. Đa tạ hoàng thượng. Ta rất nóng lòng muốn gặp khanh. Còn cái chuyện mà không đúng nghi lễ, mong khanh bỏ qua cho trẫm. Hiền tôi á vốn không ưa cờ quạt, tiền hô hậu ủng, chỉ mong á được đối xử công bằng, thì một mình một ngựa vào cung càng gọn. Ta hiểu. Hôm nay ta triệu khanh về cung vì có một chuyện rất cam go. Nhà Nguyên đang bắt ta gả con gái và làm dâu bên đó, coi như để bắt làm con tin. Nếu chống lệnh sẽ lấy đó làm cớ tràn qua chinh phạt. Giờ theo khanh có cách giải quyết nào không? Muôn tâu hoàng thượng, chuyện đó không khó. Bệ hạ nói sao? Công chúa đã có nơi có chỗ à? Người đó lại phò mã tương lai, nếu chỉ là con dân của Đại Việt thì ta đây có thể lùi bước nhường trước thái tử của quý quốc. Ngặt nổi cũng là thái tử lân bang. Hôn ước không chỉ là chuyện của hai gia tộc mà còn là chuyện giao bang. Mong sứ về tâu lại với quốc vương của mình. Lý do lý châu ta không phục. Chắc chắn thiên triều sẽ nổi giận lôi đình. Ta muốn gặp phò mã tương lai của bệ hạ để coi hắn của thầy cán gì mà hơn thái tử Nguyên Kiêu. Phò mã vừa mới đến chơi, tuy nhiên còn lạ nước lạ cái nên bị mắc bệnh truyền nhiễm, phải cách ly. Nhưng nếu sứ giả muốn thử tài, xin cứ đưa ra thách thức, ta sẽ chuyển lời cho. Được. Nói ngày mai kêu phò mã của các ngươi phải làm cho ta một món ăn tuyệt hảo. Tưởng gì
Nếu chỉ là món ăn, ta sẽ đãi sứ giả một yến tiệc thật linh đình luôn. Ta chưa nói xong. Món ăn tuyệt hảo đó phải làm bằng thịt của đàn bà có râu. Nghĩ không ra kêu hắn rồi cút xéo đi. Còn bằng không thịt hắn cho nằm trên đĩa. Đúng là độc ác mà. Bắt ta làm thịt người cho hắn ăn. Nhưng đàn bà có râu tìm ở đâu ra? Rõ ràng là hắn muốn bắt bí ta. Bẩm hoàng thượng, câu đố này á còn dễ hơn cái câu thịt chim chia thành 10 món của hoàng thượng. Khanh nói sao? Ngày mai sẽ có thịt đàn bà có râu cho sứ. Chỉ sợ là hắn ăn không nổi thôi. Thịt gì đây? Đây là thứ thịt mà sứ giả yêu cầu. Thịt đàn bà có râu. Hoàng thượng lấy đâu ra thứ thịt này? Trong trại gia súc triều đình có sẵn rất nhiều. Không phải đàn bà có râu chính là con dê cái sao? Xin sứ miễn trách. Bởi vì người đàn bà có râu nhiều như vậy á, đẻ hơi nhiều nên thịt mới dai. Bé này lại, tại sao đứng cạnh hoàng thượng? Đây là quan trạng nguyên nhỏ nhất trong triều đình của ta mà thôi. Chẳng hay sứ đã thỏa mãn với câu trả lời, hay còn yêu cầu nào khác với phò mã của ta? Chưa đâu. Phò mã phải kiếm cho ta một bông hoa bốn màu. Nếu không, không còn thấy. Thật là sắc sược. Tâu hoàng thượng, sáng mai sẽ có hoa bốn màu cho sứ. Đơn giản thôi, đây cũng là câu trả lời của phò mã của ta. Đó chính là: thưa sứ, hoa thuốc phiện còn gọi là hoa anh túc. Loại hoa này rất đặc biệt, cùng một thân cây nhưng lại có bông hoa với bốn màu khác nhau. Chưa xong đâu, gửi cho hắn một câu hỏi cuối. Tìm cho ra một món ăn có nấm gì. Mời ngồi. Sao rồi? Phò mã của các người bó tay rồi chăng? Sao không thấy chuẩn bị món ăn nào hết? Xin sứ cứ bình tĩnh. Chỉ vì món sứ đòi nó quá nhỏ bé và bình thường nên chúng tôi không cần phải kỳ công. Đây, đó chính là món này. Nồng cay, đắng chát, ngọt. Miếng trầu nhỏ bé này hội đủ năm vị. Sứ có đồng ý không? Chuyện đến tên phò mã đó một câu hỏi. Cái gì là thiên biến vạn hóa? Tôi chán ở đây rồi. Chán cái ông sứ tộc phách lối đó. Ta nhớ cha lắm. Ta muốn về nhà. Trước giờ có vị trạng nguyên nào lại than nhớ cha nhớ nhà như ngươi đâu. À, chắc cái tên sứ đó hiện giờ chắc chắn á cũng đang rất là mệt. Cho nên á, ngươi giúp ta lần này đi. Trả lời cho ta biết, cái gì thiên biến vạn hóa? Đâu? Phò mã của các ngươi có câu trả lời chưa?
của các ngươi làm gì có được nhân tài. Dạ bẩm thưa sứ, tuy nước Nam chúng tôi nhỏ bé nhưng nhân tài thì có ở khắp nơi. Có sao không trả lời? Chẳng lẽ sứ giả không còn câu hỏi nào khó hơn hay sao? Chứ câu hỏi này ở nước tôi một đứa bé mới vừa biết nói, nó đã trả lời được rồi. Đâu? Như vậy thì thiên biến vạn hóa đó là cái gì? Đó là mây. Chỉ có mây mới thiên biến vạn hóa, thay đổi liên hồi không bao giờ ngừng nghỉ. Sẵn đây phò mã nước tôi gửi lời cáo lỗi tới sứ vì không thể đến diện kiến được, mong sứ bỏ quá cho. Cảm ơn ngươi, Trạng Hiền. Nhờ ngươi mà ta đuổi được tên sứ giả đó đi, cứu được công chúa và bờ cõi cũng đỡ được nạn ngoại xâm. Ngươi muốn ta ban thưởng thứ gì? Tôi muốn về thăm cha. Tưởng cái gì? Cái đó có gì đâu mà khó. Ta sẽ truyền đem giọng lộng đưa Trạng Nguyên về nhà. Không cần đâu, tôi chỉ cần một con người tốt là được rồi. Đâu có được, ta phải bảo vệ tài sản quốc gia chứ. Dạ. Quan Cạn ơi, Quan Cạn, Quan Cạn ơi, Quan Cạn, Quan Cạn ơi. Là chuyện gì nữa? Dạ bẩm Quan Cạn, có chỉ triệu Quan Cạn về triều đình ngay lập tức. Cái gì vậy? Ta vừa về chỉ được bao lâu mà? Dạ bẩm Quan Cạn, con chạy một mạch từ kinh thành về tới đây, bây giờ á mà làm một chuyến khứ hồi á chắc con chết đó Quan Cạn. Mà nếu bây giờ con không rước được Quan Cạn về chắc con cũng chết luôn. Thôi con à, thương người ta thì về cung đi. Rồi dịp khác á về thăm cha nha con. Ta đã nhân lệnh thiên tử của Đại Nguyên về việc hôn ước của công chúa. Thiên tử của ta gửi lời chúc mừng công chúa. Cho ta gửi lời đa tạ đến quốc vương của Quy Quốc. Nước Nam bây giờ ngay cả đứa nhỏ chưa đỏ máu đầu cũng là thiên tài. Thiên tử muốn thử tài một phen. Bốn quốc sẵn sàng chờ thử thách. Câu đối như sau: Lưỡng Nhật binh đầu Nhật, Tứ Sơn điên đảo Sơn, Lưỡng Dương tranh Nhất Quốc, Tứ Khẩu tung hoành giang. Nói trong ngày nay phải có câu trả lời. Đủ khổ như vậy. Tất cả ba quan văn võ đến viện hàn lâm, không ai giải được câu đố đó. Thật là điên đầu. Sao Trạng Hiền lâu quá vậy? Thần xin ra mắt hoàng thượng. Khanh Bình Thân, đứng lên. Bình Thân, Trạng về tới là triều đình được cứu rồi. Mau đưa câu đố cho Trạng Hiền đọc, mau lên. Dạ. Sao rồi? Câu đố của Thiên Triều, nhân tài đất Việt có trả lời được không? Bẩm hoàng thượng, cho phép hạ thần được giải câu đố. Được, ta cho phép. Phiền sứ hãy lắng nghe lời tôi giải. Lưỡng Nhật binh đầu Nhật, Tứ Sơn điên đảo Sơn, Lưỡng Dương tranh Nhất Quốc, Tứ Khẩu tung hoành giang. Có nghĩa là hai mặt trời bằng đầu, bốn trái núi điên đảo, hai vua tranh một nước, bốn miệng nằm ngang dọc. Câu thứ nhất: Lưỡng Nhật binh đầu Nhật, có nghĩa là hai chữ Nhật
xếp bằng đầu nhau sẽ thành chữ điền. Câu thứ hai, tứ sơn điên đảo sơn, bốn chữ sơn xếp ngược xuôi chạm đầu vào nhau cũng tạo thành chữ điền. Câu thứ ba, lượng dương tranh nhất quốc, hai chữ dương xếp chéo vào nhau cũng sẽ thành chữ điền. Câu thứ tư, tứ khẩu trung hoành giang, bốn chữ khẩu xếp hai hàng ngang dọc cũng trở thành chữ điền. Tóm lại, tất cả bốn câu thơ trên đều nói đến một chữ, đó là chữ điền. Câu hay quá ha. Không bình thường. Hôm nay ta rất vui mừng vì đất Việt ta có một người tuổi trẻ tài cao, tài năng xuất chúng. Nguyễn Hiền, tiếp chỉ. Thần xin tiếp chỉ. Ngươi đã có công hiến kế cứu được công chúa và giữ yên bờ cõi Giang Sơn. Nay ta truyền lệnh sắc phong Trạng Nguyên Nguyễn Hiền chức thượng thư, ban thưởng hậu hĩnh châu báu lụa là, và cho về quê thăm cha 3 tháng. Đạo ơn hoàng thượng. Đạo ơn hoàng thượng. Cảm ơn lễ. Trời ơi, con đi về thăm cha rồi. Ông coi cái đợt xương này bán được chưa? Bà Đồng ở chợ Lòn á, bà biểu đem thêm cho bà 10 thạch nữa. Phải 2 ngày nữa tương mới chín, bây giờ giao chưa được đâu. Cái tháng này trời lạnh, tương nó lâu chín hơn mấy tháng nóng. Hôm kia tôi thấy còn hơn 10 thạch trong kho mà. Tôi mới giao cho bà Son ở chợ Quyền hồi sáng á, hết trơn rồi. Bà Son mới nói á, dạo này quân binh á, bố triều đình á đi qua huyện mình á, cho nên tương hột hút lắm. Bà còn dặn á, ông mua 100 thạp nữa ủ để mà bán, bởi vì tương của mình nó ngon nhất huyện đó ông. Mình già rồi, làm lai rai cũng đủ sống rồi. Tôi với bà có lo cho ai nữa đâu mà làm cho nhiều. Làm quá sức á, ngã lăn ra khổ thân, mà còn làm phiền 2 đứa nhỏ nữa. Bà đi nhiều, nhớ, tối bà ngủ, bà ra đu, bà đuối sức rồi đó. Ba mẫu đất trồng đậu nành, bà coi coi, cuốc xới xong chưa, đậu giống đó, ngâm nở tốt lắm, mai gieo là vừa rồi. Còn 5 sào nữa là xong, ngày mai á, xuống giống ượt rồi đó ông. Ông có biết không, mình trả công hộ, và lo cơm nước chu đáo, cho nên nhân công á, họ làm rất là săn sái. Bà cứ ăn ở cho tốt đi, rồi mọi người á cũng sẽ tốt với mình thôi. Ở đời đó, cái việc gì cũng có nhân quả hết. Dạ, thưa cha thưa mẹ mới tới. Hôm nay con không có ra ruộng sao mà giờ này con ở đây? Dạ, con mới làm cỏ lúa xong á mẹ. Dạ, con tìm con gà ác chú Bắc á, đem qua cho cha mẹ bồi bổ sức khỏe. Cha mẹ có thiếu thốn gì đâu mà tụi con lo cho thêm cực. Con biết á, cha với mẹ có tiền, nhưng mà cha với mẹ không khi nào mà lo sức khỏe cho mình hết trơn á. Làm cái gì cũng dành dụm cho con cái. Có bao nhiêu tiền á, cũng mua thứ này thứ nọ cho 2 đứa con của con, rồi cho mua cho 2 đứa con của chú Bùi. Dạ, con chào cha, con chào mẹ, con mới tới. Ủa anh Ngọt, anh tới nào vậy? Anh tới cũng mới tới luôn á. Dạ. Ủa, chú mua gì cho cha với mẹ hả? Dạ không có gì anh. Em có lên huyện mua mấy cuốn sách cho sắp nhỏ. Em thấy tiệm thuốc Bắc tạt ngang vô mua mấy thang thuốc cho ba mẹ uống tẩm bổ để cho khỏe. À, trời ơi con ơi là con, cha mẹ có bệnh hoạn gì đâu mà con mua nhiều vậy cho nó tốn tiền vậy.
Cha mẹ nói vậy chứ con thấy cha mẹ làm quần quật, hết làm đậu là làm tương, thế nào cũng bệnh hả? Làm vậy mà nó khỏe, chứ ngồi chỗ chắc sớm theo ông theo bà quá. Con thấy cha mẹ cũng già rồi, mà ở có một mình à, rủi mà trái gió chở trời có chuyện gì á, con với chú Bùi mang tội bất hiếu. Dạ, không có chờ tới chừng nào đâu, bây giờ đây nè, con đi ngoài huyện ngoài ai cũng kêu ríu hết, nói là cha mẹ chia tài sản cho hai anh em tụi con, rồi không hai anh em không có chịu lo lại cho cha mẹ gì hết. Tại cha mẹ, chứ đâu phải tại tụi con ở đâu. Còn người ngoài họ trách làm sao đó, cũng phải kệ họ. Đèn nhà ai nấy sáng mà con. Cha mẹ bây giờ cứ an dưỡng tuổi già, con chú Bùi dư sức lo cho cha mẹ. Đúng rồi đó cha mẹ, chứ cha mẹ làm riết rồi hàng xóm biêu ríu, con với anh con ngóc đầu lên không nổi luôn. Dạ. Con người tốt xấu là tại cái tâm. Dạ. Thấy hai đứa con có hiếu với cha mẹ, muốn đem cha mẹ về nuôi vậy thì cũng vui rồi. Dạ. Bây giờ vậy, cha mẹ về ở chung vợ chồng con, vợ chồng con lo, vì con là con trai cả mà, đủ sức lo cha mẹ, như vậy mới hợp tình hợp lý. Anh nói vậy sao được, em là con trai út, giàu út ăn, nghèo út chịu, cha mẹ phải về ở với em mới đúng chứ. Cha mẹ phải ở với anh là con cả. Cha mẹ ở với em. Ở với anh cha về ở với con nha. Ở với em mới đúng chứ. Ở với anh cãi không? Thôi, hai đứa, hai anh em đừng có cãi nhau nữa. Còn cái chuyện này á, để cha con lo hết nha. Ông lo đi, ông tính đi ông. Chắc tới lúc nào đó là cha mẹ cũng về với ở với tụi con thôi. Giờ chắc gì nữa phải về ở với con liền, vợ chồng con liền. Anh dạ, không là không có nhường cho em Út phải về ở với anh em. Anh là con cả, hay ở nhưng mà em là con Út. Anh là con cả, ở với anh. Ở với em. Ở với anh. Ở với em. Ở với anh. Em là cha Út về ở với em. Ở với anh là phải mẹ không à. Mẹ về ở với con. Ở với anh. Phải ở với em, má ở với con. Má ở với con thì má. Ba về, ba ở với con. Nghe nè, quanh năm suốt tháng ông nội con cũng mệt, chứ tụi con cứ ba cái vụ đồ chơi rồi nè. Con nhớ hồi nhỏ ông nội làm đồ chơi cho tụi con chơi suốt à. Ông nội con là thợ mộc mà, ông khéo tay lắm. Ông bà nội mất sớm cũng tại cha đó. Tới giờ ông ba vẫn còn ân hận khi nghĩ tới ông bà nội đó con. Hồi đó đó, ba cứ cắm đầu ra mấy chuyện làm ruộng làm rẫy rồi tới mua bán. Nên không có để ý tới chuyện sức khỏe của ông bà nội con. Tới hồi ông nội con nằm xuống rồi thì bệnh gan nó quá nặng rồi, không có thuốc thang nào mà trị với hết. Ông nội con qua đời, rồi bà nội con buồn rầu một thời gian rồi cũng theo ông nội con qua luôn. Trời ơi, bà con xong chưa? Rồi, xong rồi nè. Hai con á, mỗi người ngồi một đầu coi, thử coi làm sao. Ngồi kia đi, tao bên đây cho. Ngồi lên, con ngồi lên, con ngồi bên đây. Khoan, để ông nội làm thêm hai sợi dây cho tụi con vịn. Cái bập bên là nhanh nè, mà không có tay vịn là mau té lắm. Nghe chưa? Con thấy vậy nó cũng ổn rồi chơi. Con vậy thôi anh Hòa. Anh Hòa rơi xuống lẹ lắm, con sợ. Sợ gì không biết nữa. Nè, con ngồi bên đây, anh ngồi bên đây. Ừ. Con nhẹ hơn đúng không? Và kẹp đá vô thêm, là nghĩa là hai bên nó cân bằng với nhau. Nếu em Thuận mà không muốn chơi, thì con làm sao chơi bập bên một mình được? Dễ thôi. Cha lấy mấy đạn đá xanh nè. Kiếm mấy cái đạn đá xanh á, con ngồi ở đâu á, ví dụ cho để một bên đây, đây đá không, con ngồi ở đây, rồi chơi một mình, khỏi lo. Chơi bập bên á, phải chơi hai người, chứ chơi một mình với cái cục đá thì nó chán lắm mà. Con nghĩ chịu thôi chứ đâu có gì đâu cha. Rồi, leo lên chơi đi, êm không? Nhớ nắm chặt dây nha. Em. Nắm tay cầm không? Đó. À. Dạ. Dạ, chào cha. Chào cha, con mới qua. Dạ, chào anh. Dạ, hòa thuận đã nha. Được nội cưng chiều với làm gặp bên đẹp thiệt. Cha thèm ngụm trà quá. Thôi ba cha con mình vô làm ngụm trà nha. Dạ, vô cha. Để ba đi được rồi. Dạ.
rót cho. Để em rót cho. Để anh mà. Để em rót cho cha. Để anh. Cha, uống miếng nước cha. Ừ. Đậu nành có trái khá không Mùi? Hình như con không có tay trồng trọt hay sao hả trời? Cứ con gieo giống xuống cả tháng nay rồi, cái cây đậu nó cứ èo ọt. Cha thì sẽ làm một mẫu 15 tạ, còn con mùa này chắc không biết có được 7 tạ không nữa. Còn tương hột thì sao? Dạ cha dặn sao con làm vậy, nhưng con không biết tại sao đem ra bạn hàng, bạn hàng chê tương của con không thơm, không bùi, giống như cha làm vậy. Làm tương cho ngon cũng phải dễ đâu. Rang cái đậu nành sao cho nó vừa, gạo lứt á, làm thính sao cho nó thơm. Ủ tương là phải coi nắng, có khi là 10 nhưng mà cũng có khi là 13, 14 thì tương mới chín đủ. Con bận rộn chuyện ruộng nương và chuyện chợ búa của vợ con nữa. Chắc con nghĩ mấy cái mẫu đậu nành và vụ tương cha giao cho con không kham nổi quá. Bây giờ con tính về nè cha. Dạ. Cha lấy mấy cái đó cha giao lại cho anh Ngọt đi. Đâu được chú, không được. Dạ con chào cha. Em chào anh hai. Cha khỏe không cha? Nè, nữa. Ủa mẹ đâu rồi cha? Ha bà ơi, có con Hiền nó qua nó thăm bà nè. Mẹ, em con chào mẹ. Em chào chị hai. Mẹ, con nhớ mẹ quá à. Mẹ khỏe không mẹ? Mẹ ngồi nè mẹ. Cẩn thận nha mẹ. Con qua thăm cha mẹ hay có chuyện gì không Hiền? Dạ cũng có chuyện đó cha. Bà Xoan ở chợ huyện á, bà đem trả lại 30 hạt tương. Còn bà Đồng ở chợ làng á, cũng cho người đem trả hơn 10 hạt. Tổng cộng đợt tương lần này là thiệt hết 100 hạt rồi. Người ta nói là tương không có béo, bán không có được. Rồi hồi nãy á, nhân công coi rẫy đậu nành cũng nói là đậu nành gì đâu á mà ít trái, đã vậy trái còn bị lép nữa. Con nghĩ thôi chắc cái vụ tương đậu nành này không ấy thôi, cha với mẹ giao lại cho vợ chồng anh Ngọt được không ạ? Đâu được thím, vợ chồng tôi là công việc bù đầu bù cổ thím ơi. Ờ đúng rồi đó, vợ chồng tôi hồi nào giờ đâu có trồng tương đậu với đậu nành đồ đâu mà biết mà trồng. Vợ chồng em cũng vậy mà. Vậy cha mẹ về nhà cha mẹ, công chuyện của ai cứ tiếp tục. Trời, đâu được, cha mẹ làm như vậy thiên hạ coi vợ chồng con ra cái gì hả? Cha mẹ mới ở tụi con mới có 2-3 tháng à, mà giờ bỏ đi rồi, con hết dám ra đường gặp mặt thiên hạ luôn quá. Dạ đúng rồi đó cha, tự nhiên cha mẹ mới qua nhà vợ chồng con ở có 2 tháng à, bây giờ bỏ đi người ta nhìn mặt chồng con sao? Trời ơi, thôi bây giờ con tính vậy, bây giờ mình không trồng tương với đậu nành nữa thì thôi mình đừng có trồng nữa, mình bán luôn miếng đất đó đi. Được á. Thì mình bán đi cho cha với mẹ rảnh nợ, một phần vợ chồng con cũng được miếng. Cha. Con thấy chị Thành nói đúng á, bây giờ thôi mình làm không được, bây giờ thôi cha bán đi tiệt cha giữ, còn không thì cha chia đôi cho con với anh Ngọt, để con Ngọt lấy số tiền đó lo cho cha với mẹ. Dạ đúng, dạ, rồi. Đúng rồi, hợp lý đó cha. Được đó. Cái chuyện cái căn nhà với làm tương đó với 3 mẫu đất đó là do mẹ con quyết định, vì cái tiền mua căn nhà làm 3 mẫu đất đó là của hồi môn của ông ngoại con lo cho mẹ con. Tài sản của cha đã chia cho 2 đứa tụi con từ lúc 2 tụi con ra riêng rồi. Mẹ, em mẹ tính sao hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ tính đi mẹ. Thôi thì tùy tụi con, chứ cha mẹ cũng già rồi, gần đất xa trời rồi, sao cũng được. Con thương mẹ quá à. Mẹ thương vợ chồng con quá à. Mẹ hiền yêu dấu của tụi con. Ông Ngọt phải lấy 2 cây nè. Em thấy cái gì vậy? Em không biết. Để đi cứ từ từ đi, tôi tính. Thôi
chứ bây giờ kêu gấp quá sao nói chuyện được. Tính chứ. Thôi để từ từ. Sao khóc vậy? Ông bà đang chơi với mấy đứa nhỏ, không nghe gì đâu. Mình, không mấy ngày mai á, mình qua mình nói với anh chị Ngọt á, là cho vợ chồng mình trả cha mẹ lại để vợ chồng ảnh nuôi sớm hơn nửa tháng được không? Thì tôi cũng đang tính vậy đó. Chứ bây giờ vô vụ mùa rồi bận biểu quá mà. Thiệt á, tôi là cũng không phải là tôi ngại ngần cái gì đâu. Nhưng mà cha mẹ bệnh hoài à. Mà cái bệnh gì kỳ cục, bệnh gì mà không có chịu khỏi. Tôi sắc thuốc cho cha mẹ uống hoài luôn á, mà không khỏi là không khỏi. Cứ vậy riết rồi tốn tiền thuốc men lắm. Dù sao thì anh chị cũng là con, thì anh chị cũng phải phụ giúp với mình chứ, đúng không? Biết là vậy rồi, biết anh chị có chịu đâu. Sao không chịu? Nói sao mà không chịu? Rõ ràng hồi đầu là đã thống nhất với nhau rồi, mỗi nhà sẽ nuôi cha mẹ trong vòng 6 tháng thôi. Đó, cuối cùng có đâu có làm đúng như vậy đâu. Anh chị hả, nuôi cha mẹ gì đâu mà có 3 tháng à, rồi rút xuống còn có 2 tháng. Là do anh Ngọt anh nêu lý do này lý do nọ chứ bộ. Bữa giờ anh nêu lý do rồi thì bây giờ tới lượt mình nêu lý do. Bây giờ mình nói á, mình chỉ nuôi cha mẹ được tháng rưỡi hoặc là một tháng thôi, thì anh chị cũng không thể nào mà bắt bẻ gì mình được hết. Đó, thấy chưa? Ho nữa rồi kìa, thấy chưa? Thiệt khổ quá mà. Cả tháng nay cha mẹ cứ ho hoài à, xuống sức rồi đó. Ừ. Bây giờ á, mình đem qua cho anh Ngọt, mình phải giao kèo với ảnh là không có để cho cha mẹ ốm xuống nữa. Ủa nhưng mà làm sao mà biết được là cha mẹ lên cân hay là xuống cân? Ừ, ở trước nhà của anh Ngọt có cái bắp bên đó. Bây giờ mình đặt đá xanh bên, cha mẹ bên, cân thôi, có gì đâu, dễ dàng mà. Ờ hả? Sao tôi không nghĩ ra kìa? Tôi hiền thiệt đó mình. Bà không có thông minh bằng tôi. Hiền quá. Bà hỏi gì? Ông mà ông làm cái gì? Cha bị bệnh, mẹ cũng bị ho luôn. Ông với bà ho sù sù suốt đi, tôi ngủ ngơi không có được gì hết trơn á. Cho nên chúng bà với vợ chồng tôi qua đây trả cha mẹ cho vợ chồng nó sớm trước nửa tháng. Trời đất ơi, cha mẹ qua đây ở chưa tới một tháng là đem trả về bên đó. Chứ bà nghĩ đi, ho vậy sao ngủ được, đúng không? Trời ơi, nhưng mà bây giờ mình trả về, lỡ như tụi nó đòi tiền nữa lại sao? Sao đâu mày, làm đừng có lo. Mà bà biết không, cả tháng nay nè, cha với mẹ bị bệnh hoài vậy á, rồi sụt ký. Mỗi người sụt 2-3 ký luôn. Thì tôi biết sụt ký rồi. Mà ông nói vậy là ý gì? Tôi phải cho tăng ký. Tăng bằng cách nào? Nhét đá vô. Cái gì? Nhét đá này vô. Đá này nhét vô đây hả? Ừ. Là cho nó tăng cân. Ừ. Trời ơi, làm chi cho nó cực vậy? Đi ra lấy cục đá chà bá đi, cột cha mẹ vô là tăng cân chứ cái gì? Lấy cục đá bộ hôm nay còn vô cha mẹ hả? Ờ. Cho vợ chồng nó biết hả? Vợ chồng biết chơi hả? Ờ ha, mình phải làm sao cho nó lén lút có phải không? Đúng rồi. Được, tôi sẽ lén lút với ông. Nhét vô. Khỏi đi, khỏi cho nặng lên. Đủ rồi. Đủ chưa? Đủ ký rồi. Đủ này phải không? Đủ, ngon lành. Giờ vợ chồng nó qua kìa. Vô thỉnh cha mẹ ra. Thỉnh cha mẹ ra cho vợ chồng nó hút về đúng không? Đúng rồi. Rồi để anh đi. Anh à, công nhận hai vợ chồng đúng hẹn ghê ha. Em chào anh hai. Ừ à, em tới để em thỉnh cha mẹ về. Đúng rồi, nãy giờ anh trong hai vợ chồng cũng tới dữ lắm luôn á. Dạ. Ủa vậy cha mẹ đâu rồi anh hả? Đó, vợ anh đang thỉnh cha mẹ. Anh, cha mẹ vẫn mập mạp khỏe mạnh anh hả? Vẫn mập mạp, vẫn khỏe mạnh như thường. Cha mẹ. Cha mẹ đây. Dạ. Con chào cha, con chào mẹ. Dạ, con chào. Trời ơi, con nhớ mẹ quá chừng luôn.
con nhớ cha quá chừng luôn. Cha với mẹ càng nghĩ càng nhìn càng đẹp. Thôi giờ như vậy, hôm bữa em giao cha mẹ cho anh chị nuôi. Đúng rồi. Là cân bằng mấy cục đá này đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cân lại. Cân lại. Ừ. Hãy cân thôi. Quá hay. Thì cứ cân đi, không xa đâu. Đúng rồi, cha mẹ lên cân. À. Dạ, con mời cha, con mời mẹ ăn cơm ạ. À. Tay ông dạo này yếu quá hả? Thưa mẹ, cha mẹ mới qua đây ở có 5 ngày thôi mà đã làm bể của vợ chồng con tất cả là 4 cái chén sứ và 2 cái dĩa rồi. Cứ cái đà này, có lẽ con không còn đủ tiền mua gạo, con phải để dành tiền mua chén về cho cha mẹ đập. Không ấy vậy đi, từ nay cha mẹ hãy ăn bằng chén đá nhé. Cái đó nó không có bao nhiêu tiền hết, nếu mà có bể thì cũng không tiếc. Còn nếu như mà khó quá thì thôi, để con mớm cơm cho cha mẹ vậy. Con cực quá rồi, cha mẹ thương con, giúp giùm con nha, nha. Dạ. Đi ra. Đứng nó chàng ràng à. Nhà có 2 đứa thôi á mà rối hết lên hả? Dạ thưa cha, dạ thưa mẹ, con mời cha mẹ dùng cơm ạ. Đi ra. Mấy cháu ra ngoài chơi đi, không có chuyện gì đâu, ra ngoài chơi đi con. Áo. Áo. Cái gì? Cái gì vậy? Tiền ở đâu mà nhiều dữ vậy? Nói cho tôi biết coi. Thấy tiền tùm tức tùm tức. Tiền ở bên của ông họ Định tôi mới lấy về hả? Tiền là 1 năm làm lò gạch. Tiền làm lò gạch hả? Ừ. Ờ, lò gạch gì? Sao tôi không biết gì hết trơn vậy? Chuyện của tôi mà hỏi làm gì? Cái tiền này nè, đâu dính dáng gì đất đai ruộng đất của nhà này đâu. Nhưng mà tiền ở đâu rồi? Ông nói cho tôi biết rồi, cho tôi mừng. Chứ có gì đâu giấu tôi. Bà nhớ cái chuyện bán cái nhà làm tương với 3 mẫu đất rẫy đậu nành của ba mẹ để lại không? À tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Bán cho bà Xoan ở chợ Quyền á là 180 quan. Chia làm 3, 60 quan á là đưa cho vợ chồng bồi. Tôi biết rồi. Còn 60 quan á là mẹ đưa cho vợ chồng mình. Ờ tôi biết rồi. Bà cất kỹ. Đúng không? Yên tâm. Còn 60 quan á là cha với mẹ cất riêng để mà tiêu xài lặt vặt chỗ phải sinh tụi mình nó. Nhưng mà cho cha mẹ xài tiền đó có nhiều quá không? 60 quan mà cha mẹ cất á, mấy tháng sau là đưa cho tôi. Thiệt hả? Ừ, cộng thêm mấy nén vàng mà cha mẹ dành dụm được á, kêu bảo tôi cất để sau này á mua hòm xỉn rồi dỗ quải cha mẹ. Trời ơi, ông ơi, ông giỏi quá à. Ông nói sao mà để cha mẹ đưa cho mình vậy? Thì nghề của tôi mà, tôi cưng cha mẹ thì cha mẹ phải cưng tôi thôi. Tôi lúc nào lo cha mẹ. Rồi đưa em liền để em giữ nha không? Nữa, đưa cho bà giữ. Bà cứ để trong kho không, nó không có nở ra. Phải bắt cho nó đẻ lợn mới được. Bằng cách là tôi qua bên nhà Phong họ Trịnh á, hùng với ổng, mở rộng cái lò gạch của ổng mà xây sẵn á. Trời đất ơi, bà ơi, công nhận gần như là cái số tôi nó hên hàng sao. Hùng đâu là thắng đó.
năm năm vừa rồi á là kêu là nguyên một phủ là ai cũng trúng mùa hết trơn á, là đua nhau mua gạch xây nhà, hàng làm rau nhiêu là bán hết bấy nhiêu. Cái đó là cái này đó phú hôn. Không ngờ tôi lấy một người chồng giỏi như vậy đó. Nở đi nở nhiều đi là đưa cho tôi nha hôn. Chồng bà không giỏi ai giỏi. Nói nghe nè. Sao? Rồi tính chuyện của cha mẹ làm sao? Rồi tôi thấy á, đồ này là cha mẹ già nha. Bà có mua mà giải dốc để mà lo mai quần áo cha mẹ chưa? Thấy bệnh hoạn hoài có gì trở tay không kịp á. Yên tâm, cha mẹ bệnh hoạn đúng không? Đây, 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 em đã đi hốt thuốc rồi. Đó, còn quần áo phải không? Em mua hết rồi. Em mua giải tám cho mỗi người mai cũng được 2 bộ đó. Chứ mua lụa mua gấm hả? Một bộ mua lụa mua gấm bằng 8 bộ mình mai giải tám luôn đó. Giải tám hả? Ừ. Cũng được. Tại vì người chết rồi, bận gì cũng được. Đó, thấy không? Phải tính như vậy mới được. Ừ, à em thấy như vậy nè. Ở ông Phú Hộ Thuận ở kế bên á, ông cha mẹ ông già cáo mua sẵn cái hòm ông để đằng sau á. Đó là cái tập quán của người mình. Ta nói là sống thì có cái nhà, chết thì có cái hòm. À, mấy cụ muốn biết cái hòm của mình trước khi nằm ở chổng á là tốt hay là xấu. Tại cái hòm nó giống như là cái giường mà các cụ sẽ nằm mãi mãi trong đó, hiểu không? Dạ em hiểu. Vậy giờ sao? Có mua sẵn không? Mua là phải mua rồi. Mua nhưng mà gì? Mua cái hòm á bằng gỗ lim, gỗ sao, gỗ tốn kém lắm. Mua cái thường ta nghĩ nghĩ sao? Gì nghĩ cái gì? Mình cứ mua bình thường đi, đâu có sao đâu. Trời, xài chi mà chắc rồi cũng đem chôn xuống dưới chứ mình có bán lại xài được đâu. Mà mua làm chi một cặp? Đâu phải là cha mẹ có mình vợ chồng mình là con cái đâu. Phải kêu vợ chồng tụi nó nữa. Người mua cái với ai mà mình chịu hết sao được? Quá hay. Vợ tôi giỏi quá. Em giỏi không? Quá giỏi luôn. Thằng Bùi một cái, vợ chồng mình một cái. Đúng rồi, phải chia ra chứ. Ăn đồng chia đủ chứ. Con mời cha ăn cơm. Ăn nhiều cho khỏe, lúc nào cũng nặng cân. Tụi con làm gì vậy? Trời đất ơi, sao lấy sỏi trộn vô cơm vậy hả? Quỷ cổ không? Muốn bị đòn không? Mày làm gì mà la lối sùm như là ma quỷ nhập vậy hả? Hai đứa con làm cái gì vậy hả? Dạ, tụi con tập hóa phép cho sỏi thật là mềm để khi cha mẹ già cho mẹ ăn để nặng cân. Chứ không ăn dây hôm bữa cha mẹ cân ông bà cho chú Bùi xem. Cha có ăn nhiều sỏi, lâu đói, con ít tốt gạo, nhưng lúc nào cũng nặng cân. Thiếu, Thảo, hai đứa làm cái gì vậy? Ai cho tụi con chơi dao hả? Rồi còn cầm hai cái gáo vừa đập vào nhau ồn ào như vậy nữa. Dạ mẹ ơi, chị Hiếu hả, còn gáo vừa khéo lắm á mẹ. Chắc mai mốt ba với mẹ già hả, con sẽ lấy cái này đựng cơm cho ba mẹ ăn, không bao giờ rớt ra ba mẹ. Rớt hả, cũng không để nữa. Quả báo nhãn tiền.